Bạn Trung Lai. Chào bạn Trung Lai. Hôm nay chúc mừng bạn Trung nhá. Hôm nay chúc mừng bạn Trung Lai là đã phát được livestream trực tiếp. Tuyệt vời quá, chúc mừng bạn nhá. Đấy, bao nhiêu ngày trời đúng không? Bao nhiêu ngày trời hôm nay mới cái link đó là link mới lấy lại được đúng không? Đấy, họ khóa bao nhiêu rồi hôm nay mới lấy lại được. Ok, chị chào Cương nhá. Chào em trai. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em. Trời ơi, chúng ta không nhanh lên mà sắp hết cơ hội rồi. Cố gắng lên là chúng ta nắm giữ cái tài sản giá trị nhá. Chú Minh mục tiêu bao nhiêu triệu cổ phần? Bạn Trung Lai mục tiêu bao nhiêu triệu cổ phần? Em Cương mục tiêu bao nhiêu triệu cổ phần? Chúng ta hãy đặt mục tiêu nhá, chúng ta hãy đặt mục tiêu để chúng ta có gia tăng thêm cái tài sản. Đấy. Hôm nay chúng ta chỉ cần tiết kiệm ít thôi. Đấy. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ có một cái tài sản vô cùng lớn. Ôi trời, con mũi. Cháu nhật kính cánh tay yêu thương của các chú, của chú Minh, của em Cương, của các tất cả các anh chị em nhà mình là gì ạ? Chia sẻ lan tỏa cơ hội Ulisky đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Mỗi người dù chúng ta biết đến, chúng ta nắm giữ một ít thôi, nhưng mà chúng ta cũng có là gì ạ? Chúng ta đã có một cái tài sản lớn trong tương lai rồi đúng không ạ? Đó, và chú cố gắng 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi. Chú có biết không, 1 triệu cổ phần chú đã có ít nhất mà 1 triệu đô rồi. Nếu như 1 triệu rưỡi cổ phần là chú có 1 triệu rưỡi đô rồi, chứ không nhỏ đâu. Đấy, nhưng mà càng cố được nhiều thì càng tốt chưa ạ? Nếu như mà chú đặt mục tiêu 1 triệu rưỡi, chú lại tăng lên với cháu. Ví dụ như là đặt mục tiêu 3 triệu cổ phần hoặc là 2 triệu cổ phần đi, xong là đặt 2 triệu thì bắt đầu chú lại đặt tiếp vào 3 triệu cổ phần. Những cái triệu đầu tiên nó rất là lâu đúng không ạ? Nhưng những cái triệu thứ hai nó nhanh dần, nhanh dần. Những cái triệu thứ hai nó sẽ... Đó. Vâng, bây giờ đã 5 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu rồi. Em nhờ những cánh tay yêu thương của quý cô chú anh chị lan tỏa cơ hội giúp cộng đồng để tìm hiểu Ulisky, để nắm giữ cái cổ phần gốc của tập đoàn Ulisky nhé. Đấy, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Và em Thu xin giới thiệu một chút là... Em sinh năm 1981, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, em sinh năm 1981, em đến từ Hưng Yên. Và hiện tại em và gia đình em đã trở thành cổ đông của tập đoàn Ulisky rồi. Đó. Và cơ hội là vẫn còn, cho nên là em muốn mỗi ngày lên phát livestream để lan tỏa giúp cộng đồng biết đến và biết, hiểu và tin, sau đó là nắm giữ cổ phần của Ulisky. Đó. Em chào chị Hằng nhá, em chào chị Trần Hương. Chào các chị, chào các chú, các cô và các bạn. Đã 6 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu rồi ạ. Chúng ta cùng lan tỏa cơ hội giúp cộng đồng nhé. Hãy chia sẻ và tắt tên những người bạn thân yêu vào livestream của em Thu ạ. Hôm nay có nhiều Zoom đúng không ạ? Chắc chắn là ít người xem livestream của em Thu hay sao ấy nhỉ? Em bật lên cũng mấy phút rồi còn gì đúng không? Chị chào em gái xinh đẹp nha, chào cả nhà UST. Vâng, em cảm ơn chị, em chào chị nha. Ok, chị chào chú. Trời ơi, chúng ta mà chậm chậm là trong tháng 7 này thì còn ít ngày nữa thôi, sang tháng 7 mà có những cái thông tin thực sự, mà những cái thông tin nó là thật ấy, 100% rồi ấy, thì đương nhiên là trong tháng 7 chúng ta có thể là cổ phần không còn ấy. Đấy, có thể nhá. Bởi vì khi cái thông tin á, thông tin mà ra ấy, thì những cái người mà người ta nắm giữ những người có điều kiện người ta nắm giữ rất là nhiều đúng không ạ? Người ta tài chính, khi người ta hiểu ra giá trị rồi, tài chính người ta lại có nữa, nên là người ta chỉ cần nhấn một nút, tức là nhấn chuột. Đấy, nhấn một nút chuột thôi là đương nhau, click một nút click chuột một cái thôi là bằng chúng ta là gom mấy năm liền cũng không được bằng họ đâu. Bởi vì thế cho nên chúng ta cần gì, nhanh chóng nhé các cô chú anh chị nhé. Ok, chị cảm ơn chú Văn.
Và các anh chị, các cô chú có thấy không ạ? Bây giờ thị trường, đúng không ạ? Thị trường bây giờ là các ngành nghề đã gì? Hầu hết là các anh chị, các cô, các em là gì ạ? Những cái doanh nghiệp nó đã gì? Nó đã không còn trên thị trường nữa. Thì đương nhiên những người công nhân đó người ta phải đi tìm một cái công việc nào đó hoặc kênh đầu tư nhanh có tiền. Thì ví dụ bây giờ có những cái lướt sóng sân sàn hoặc những mua những cổ phiếu ngắn hạn đầu tư chộp giật đấy ạ, thì chắc chắn là họ sẽ tập trung vào đấy nhiều hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đang làm công nhân, mỗi tháng họ lĩnh lương, mà bây giờ tự dưng hụt hẫng như thế thì đương nhiên là họ phải tìm đến một cái nào có tiền ngay, đúng không? Có tiền ngay để đầu tư vào, để người ta để lấy cái lợi nhuận để người ta chi tiêu cho cuộc sống đó, thì chắc chắn là như vậy. Và nếu như đúng không ạ, nếu như theo thông tin mà tất cả những ví dụ thị trường crypto, chứng khoán các thứ mà họ lại không đủ tiêu chuẩn mà họ bị sụp đổ, thì đương nhiên những cái anh chị, cô chú và các em đó thì chắc chắn là sẽ gì ạ, sẽ không giữ được. Và không giữ được thì đương nhiên lúc đó họ sẽ tìm đến cái cổ phần của chúng ta. Và khi tìm đến cổ phần của chúng ta thì lúc đó liệu, đúng không ạ, lúc người ta chỉ cần gì ạ, mấy năm trời, chỉ cần 8-9 năm trời, thế nhưng mà chỉ cần một vài ba tháng thì có thể hết là cũng là bình thường, đúng không ạ? Và không phải là những người công nhân đâu ạ. Đấy, và những người giàu, những người có gì ạ, tư duy, có tầm nhìn, thì lúc đó người ta nhìn được Blue Sky, thì lúc đó là một vài cá mập vào là đương nhiên là rồi chúng ta là gì, muốn dài thời gian ra cũng không được, đúng không ạ? Lôi lại cũng không được đâu ạ. Ok, chị chào Lục Hoàn, chào Hạnh Ngọc. Vâng, chào Quý Âm Thu ạ. Đó, bây giờ đấy, còn có 6 cái cô chú anh chị em thôi. Và theo các anh chị, khi chúng ta hôm qua em Thu đã chia sẻ về cái gì, những tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp tốt, một doanh nghiệp để có thể gì, để dẫn đến thành công. Và các anh chị thấy không ạ? Và những cái tiêu chí đó thì UST của chúng ta đã gọi là thừa điều kiện đó rồi, đúng không ạ? UST của chúng ta là thừa điều kiện đó rồi. Đấy, cho nên chúng ta là lựa chọn UST là một cơ hội vô cùng giá trị và tuyệt vời rồi. Nhưng tuy nhiên, nhiều khi cô chú anh chị chỉ biết là gì, ngài chủ tịch thôi, nhưng mà có những cô chú anh chị đã biết, đúng không ạ? Có những cô chú anh chị đã biết về ngài chủ tịch rồi, nhưng những cô chú anh chị em mới, đúng không ạ, chưa hiểu nhiều về ngài chủ tịch. Ok chị, cảm ơn bạn Trung Lai. Mình chia sẻ mạnh quá lại bị báo cáo kìa. Ôi trời, thế chia sẻ từ từ thôi. Ôi, xong lại được một hôm thì lại bị thì không được đâu. Mình cứ dần dần thôi, thỉnh thoảng chia sẻ cho dùng một cái cũng được. Đấy, thỉnh thoảng chia sẻ cho dùng một nút chia sẻ là được mà. Mình chia sẻ liền một lúc nhiều là Facebook là họ hạn chế đấy. Đúng là như vậy đấy. Chị chào Ngọc Bình. Em chào chị Nguyễn Thu và cả nhà xem livestream. Ok, chị chào Ngọc Bình nhá. Chị chào Cương. Em Cương bình luận gì đây? Vâng chị, tuy cuộc sống còn cuộc sống rất còn hoàn cảnh. Em luôn ưu tiên hàng đầu vào UST ạ. Tuyệt vời quá, chúc mừng em. Bởi vì em tin vào tập đoàn và em không, tôi sẽ lướt lên tí. Em tin vào tập đoàn và em thì không muốn cuộc sống của con em sau này, đúng không, không phải vất vả như em. Đó là một cái suy nghĩ vô cùng tuyệt vời. Và với nhiều anh chị em cũng thế, và chị Thu cũng vậy. Tức là mình muốn là cuộc đời mình đã gì ạ, 40 tuổi rồi, hơn 40 tuổi rồi cũng rất vất vả rất là nhiều rồi, đúng không? Và các cô, các chú cũng thế, 5, 6, 15 vất vả rất là nhiều rồi. Nhưng bây giờ có cơ hội để thay đổi cho bản thân mình và tương lai con cái mình, tại sao mình bỏ qua, đúng không? Và em Cương cũng như chị Thu và các anh chị em, cô chú khác là luôn luôn là nghĩ đến tương lai, luôn luôn nghĩ đến tương lai con cái của mình để làm gì ạ? Có một cuộc sống tốt hơn mình. Và từ đâu ạ? Từ cái cơ hội Blue Sky này, đúng không? Và chúng ta đã nghiêm túc, chúng ta tìm hiểu và chúng ta hiểu ra cái giá trị của tập đoàn Blue Sky thì chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ. Chỉ trừ khi các anh chị em, cô chú là gì ạ? Không nghiêm túc, đúng không? Mình khi mình biết đến và mình không nghiêm túc với cái cơ hội đó thì đương nhiên cái cơ hội đó sẽ gì? Không đến với mình nghiêm túc nữa, đúng không? Chị chào Luyến nhá, cảm ơn tình yêu, cảm ơn em. Ok, chào em nhá. Chị chào Kiều Phượng. Cảm ơn Kiều Phượng. Kiều Phượng chào chị và chào các cô chú anh chị xem livestream đấy ạ. Cháu chào chú Thắng. Cảm ơn Kiều Phượng nhiều nhá.
nhà mình chia sẻ mạnh tay lên trang cá nhân nhé. Muốn muốn no cho gia đình thì 300.000 cổ phần là ok. Đó là ok rồi đúng không? Đấy, nhưng mà đừng bỏ lỡ cơ hội lớn. Đừng bỏ lỡ cơ hội lớn này. Chúng ta phải gì? Trả giá đúng không? Chúng ta phải trả giá là gì? Nhiều năm vất vả đấy ạ. Chính xác, cảm ơn bạn Trung Mai. Và chị cũng cảm ơn Cương nhé. Tức là khi chúng ta là gì? Biết đến đúng không? Chúng ta biết đến và chúng ta mà không nắm giữ, dù ít thôi cũng được, nhưng chúng ta đừng lỡ bỏ qua cơ hội Unisky ngày hôm nay. Nếu như chúng ta là bỏ lỡ cơ hội Unisky mà ngày hôm nay chúng ta biết đến mà chúng ta bỏ qua thì đó là rất là nuối tiếc. Đó, rất là nuối tiếc. Và chú Thắng, cảm ơn bạn Trung Mai nhé. Chú Thắng là gì? Chào cháu Thu. À, cho cảm ơn chú. Chào cháu Thu tâm huyết với công nghệ, với cộng đồng đúng không? Với cộng đồng người Việt Nam được nhiều người được nhiều cổ phần. Trời ơi, chữ nó trắng áo trắng cho khó nhìn quá. Nhiều cổ phần. Cảm ơn cháu. Vâng ạ, cảm ơn các chú, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Em của chúng ta là luôn luôn là gì ạ? Lắng nghe và chúng ta không bỏ qua cơ hội vô cùng giá trị tuyệt vời này đúng không ạ? Em chào chị Trinh. Chào anh Trần Tiến, chào Thúy Vũ. Chị chào. Xin chào Quang Tuyến. Ok, chào Trần Hiển nhá. Trần Hiến hay Trần Hiền đây? Chào tất cả các anh chị em nhà mình nhá. Vâng, đã 19 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu rồi. Em nhờ những cánh tay yêu thương hãy lan tỏa cơ hội này giúp em Thu, để giúp cộng đồng đúng không ạ? Cùng em Thu lan tỏa giúp cộng đồng. Và hãy chia sẻ livestream lên trang cá nhân của mỗi cô chú anh chị để giúp những người thân, mối quan hệ bạn bè của quý cô chú anh chị biết đến, và đâu đó sẽ có thể là giúp họ hiểu ra cái giá trị. Và với cái phần chia sẻ của em Thu luôn luôn chia sẻ những cái gì thực tế nhất có thể, đúng không ạ? Thực tế nhất. Và chúng ta là gì ạ? Nói thiếu còn hơn nói thừa, đúng không ạ? Nói thiếu còn hơn nói thừa. Ví dụ như bây giờ Unisky có rất nhiều cái mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng không cần gì phải tả cho những người mới biết như thế. Bởi vì những người mới, những cô chú đang ở cái gì? Công việc cũ, cách nghĩ cũ, làm những gì? Việc cũ. Họ sẽ gì? Chỉ hướng tới những cái kết quả cũ. Và đương nhiên là gì ạ? Họ muốn giàu có nhưng mà họ lại luôn luôn nghĩ là cách cũ và làm cách cũ. Thì chắc chắn là kết quả họ sẽ gì? Nhận lại kết quả cũ. Và khi họ biết đến cái cơ hội mới này đúng không ạ? Khi họ biết đến cái cơ hội mới này thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ cho giúp họ, nhưng mà giúp họ cái gì ạ? Cái tư duy, mở cái tư duy ra đầu tiên để giúp họ hiểu ra dần dần thôi ạ. Và đương nhiên có những anh chị em đã gì? Đã chia sẻ, đã nói thật của những cái Unisky nó lớn đúng không ạ? Nhưng họ thực sự ra họ cũng không gì ạ. Do những người là gì? Người ta luôn nghĩ cái cũ đấy ạ. Và họ không tưởng tượng nổi làm sao có cái cơ hội lại tuyệt vời, lại lớn như thế, lại được ít vốn như vậy mà trong tương lai nó nhân lên gấp nhiều lần như vậy. Đó. Và với kinh nghiệm của em Thu là gì ạ? Luôn luôn cho họ cái tư duy để họ mở tư duy trước. Và khi họ mở tư duy ra rồi, đúng không ạ? Họ, mình sẽ chia sẻ giúp họ để hiểu ra ở đây có cái công nghệ Unisky đúng không? Ở đây có cái công nghệ Unisky sẽ giúp họ làm gì ạ? Sẽ giúp họ có cơ hội để làm gì? Để là giàu có, hạnh phúc trong nhiều đời sau. Đó. Và giúp họ hiểu ra là tại sao lại hạnh phúc, đấy, giàu có trong nhiều đời sau. Và phân tích từng ly từng tí giúp họ. Bởi vì có phải ai cũng là biết đến cổ phần doanh nghiệp trước IPO đâu ạ. Bởi vì vậy cho nên Unisky vẫn còn cổ phần gốc đến bây giờ, quý cô chú anh chị nhé. Đấy, cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta cần phải kiên trì giúp họ. Đấy, bản thân em Thu cũng thế nhé. Có vẻ những anh chị em cô chú là em Thu chia sẻ từ năm 2021 mà đến bây giờ có người đón nhận, có người còn vẫn theo dõi, có người còn chưa dám nắm giữ cổ phần. Bởi vì họ không dám cho mình để bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ để họ tìm hiểu đâu ạ. Đó, kể cả cũng có những anh chị bây giờ đang thất nghiệp, không có việc làm, vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ gì ạ? Còn nghe ngóng. Đúng ạ? Gần 3 năm nay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không sao các quý cô chú anh chị ạ. Nếu như có những người như thế thì những cô chú anh chị đi sau thì mới còn cơ hội, đúng không ạ? Cô chú anh chị em đi, nếu như ai biết đến cái là cũng nắm giữ ngay thì đương nhiên, đúng không ạ? Thì là gì ạ?
không còn đến bây giờ nữa, không còn đến bây giờ nữa đâu ạ. Đó. Em chào chị và cả nhà. Ok, chào, cảm ơn Trần Hiển nhé. À, em tôi sẽ lướt lên. À, chị chào Ngọc nhé. À, chị chào Hà Khoa. Chào Hương Nguyễn. Chào tất cả các anh chị em. Ngọc nói là gì? Điện nghe thông tin chị Thu chia sẻ. Ok, chị cảm ơn. À, xin chào bạn Minh Tâm. Đó, cảm ơn các anh chị em đã tắt tên những người bạn thân yêu vào livestream của em Thu nhé. Và hôm nay em Thu sẽ hướng đến một cái tiêu đề, đó chính là gì ạ? Nói chia sẻ với các anh chị là một người lãnh đạo, một vị chủ tịch, một nhà khoa học, một vị chủ tịch gọi là một vị lãnh đạo vô cùng xuất sắc của chúng ta, đó là ngài Anatoly Unitsky. Tại sao chúng ta luôn luôn nói ngài là gì? Có một cái tâm sáng, tầm nhìn xa rồi, đúng không ạ? Ngài có cái tâm, cái tầm, cái tài, cái tuệ. Đấy, và ngài có cả tiền nữa. Mà tại sao gì ạ? Ngài vẫn huy động vốn, đúng không ạ? Tại sao họ ngài vẫn huy động vốn? Bởi vì dạ, một cái cơ hội nó cần một cái số vốn vô cùng lớn, một mình ngài không làm được, đúng không ạ? Một mình ngài không làm được và ngài đã nhờ đến rất nhiều. Đó, ngài nhờ đến rất nhiều những người tài phiệt, những người giàu từ trước năm 2014. Nhưng tuy nhiên những cái lần đó các anh chị ạ, vâng em chào chị Quyên, chị chào Văn Trung nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị em mới vào sau ạ. Thì tuy nhiên là gì ạ? Vì những cái gì ạ? Người đó luôn luôn, những người xấu đó, người ta luôn luôn nghĩ là gì? Thâu tóm cái công nghệ của ngài. Và 7 lần, đúng không ạ? Trên dưới 7 lần. Và ngài đã bị mắc lừa, họ lừa ngài đúng không ạ? Và ngài đã rút được ra kinh nghiệm. Và ngài đã gì ạ? Không thu hút vốn theo kiểu đó nữa. Và ngài thu hút vốn cộng đồng theo hình thức crowdfunding. Đó mà cả toàn cầu chúng ta ai cũng có thể là nắm giữ cái cổ phần của tập đoàn của ngài được. Và các anh chị có thấy không ạ? Một người nghĩ cho người nghèo, đúng không? Một người nghĩ cho người nghèo ấy, và người ta gì ạ? Người ta, tức là người ta có một cái tâm cho đi thực sự, đúng không ạ? Nếu như mà một cái dự án lớn như thế này mà có những anh chị em là còn nhắn tin, thậm chí còn gọi điện cho Thu là gì ạ? Hỏi là tại sao một cái tập đoàn lớn như vậy, hàng tỷ đô như vậy mà gì ạ? Lại thu hút vốn từ 50 đô. Đó các anh chị ạ. Thì chào Thơ nhá, chào tình yêu. Chào anh Lê Cường. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất nhiều. Đó, và họ hỏi tại sao một tập đoàn lớn hàng tỷ đô mà vẫn thu hút vốn từ 50 đô, họ còn không thể tin nổi cơ mà các anh chị ạ. Đó, tại vì ạ, tại vì họ ngài chủ tịch nghĩ đến người nghèo, cái tâm của ngài, đúng không ạ? Và hôm nay em Thu sẽ nói đến về tâm, tầm, đúng không ạ? Tâm là gì, đúng không ạ? Tâm của ngài chủ tịch là như thế nào, đúng không ạ? Và các anh chị thấy không ạ? Nếu như mà ngài thu hút vốn ấy, mà không áp dụng crowdfunding, liệu ngày hôm nay chúng ta ấy, em Thu và tất cả quý cô chú anh chị có cửa để chúng ta nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn Unitsky hay không? Đó, đúng không ạ? Từ 50 đô có 1,2 triệu bây giờ thôi, làm sao mà chúng ta đầu tư cái gì để trong tương lai không phải làm gì mà chúng ta nhân được những cái tài sản hàng trăm lần, thậm chí lâu để lâu dài hàng nghìn lần, đúng không ạ? Đó, cho nên ở đây là gì? Họ hỏi cũng đúng thôi, bởi vì họ biết là từ xưa đến nay nếu như những doanh nghiệp, những tập đoàn, những công ty mà họ thu hút vốn thì không bao giờ có số vốn nhỏ như vậy. Và chúng ta biết ơn ngài chủ tịch, đúng không? Chúng ta biết ơn ngài chủ tịch đã cho chúng ta từ số vốn vô cùng nhỏ cũng trở thành cổ đông của tập đoàn. Chúng ta cũng có thể là nắm giữ một phần nhỏ của tập đoàn đó. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Cái tâm của ngài cho đi vô cùng là giá trị và cho đi vô điều kiện như thế. Em tính đi tính lại rồi, nếu như chúng ta mà cứ tính kỹ đi, trong vòng độ 3 đến 5 năm mà chúng ta đầu tư những số vốn như thế, mà đến lúc tài sản của chúng ta nhân lên lớn như vậy thì chắc chắn là gì ạ? Chắc chắn là em Thu cũng như các anh chị thôi, em cũng biết tính, các anh chị cũng biết tính, là gần như chủ tịch cho chúng ta không các anh chị ạ? Gần như chủ tịch cho chúng ta không. Đó, mà nhiều các cô chú anh chị mà còn bỏ qua nữa cơ, đúng không ạ? Em cảm ơn chị Quyên, cảm ơn em Thơ. Đấy, đúng rồi, ông chủ tịch nghĩ cho người nghèo chuẩn luôn, vì ông đã từng nghèo và có gì vất vả, đúng không ạ? Khó khăn, đúng không? Cảm ơn chị, cảm ơn Thơ nhé. Bạn Trung Lai có nói rằng là phúc đức lắm mới được biết đến cơ hội này. Về và gì ạ? Và có cổ phần của tập đoàn Unitsky, đúng không?
không còn nhiều thời gian nữa đâu để gì ạ, nghe ngóng mà gì ạ, chờ đợi nữa. Bởi vì là nhiều Thu thấy là gì ạ, nhiều các anh chị em đã nghe ngóng rất là lâu rồi, đúng không ạ? Nhiều anh chị em đã nghe ngóng rất là lâu rồi. Qua cái bình luận của bạn Trung Nai, Thu nhắc lại với tất cả quý cô chú anh chị rằng là gì ạ, chúng ta có nghe, chúng ta có ngóng, nhưng cái mức độ để chúng ta gì ạ, dám nghĩ, dám làm đi. Chúng ta đừng để chờ đợi lâu, chần chừ là chúng ta không còn cơ hội đâu. Với Ulisky của chúng ta, các anh chị đến tháng 7 này thôi, không xa nữa đâu, đến tháng 7 thôi các anh chị mới biết là những cái thông tin mà lúc đó có cái những thông tin ra thì các anh chị mới biết rằng là gì ạ, Ulisky là chúng ta có thể là mất luôn đấy ạ. Đó, cho nên ở đây chúng ta hãy nhanh chóng, chúng ta tận dụng khi chúng ta biết đến, chúng ta hỏi, đúng không ạ, hỏi em Thu, hỏi bạn Trung Lai, hỏi các chị Quyên hoặc các anh chị em cô chú đi trước, là chúng ta là gì, chúng ta không phải mất tiền khi chúng ta hỏi, chúng ta đâu phải mất phí gì đâu, ta không phải mất phí gì cả, chúng ta cần hỏi họ, họ là người chúng ta, đúng không ạ? Đấy, mạng nhà em Thu bị láng một chút đấy ạ. Đấy, họ sẽ giúp chúng ta là gì, hiểu ra giá trị. Và trước khi chúng ta nắm giữ cái cổ phần này, khi chúng ta bỏ vốn ra để chúng ta tài trợ, thì chúng ta có cái thời gian để chúng ta tìm hiểu. Cho nên chúng ta là gì, không lo lắng về cái chuyện mất mát như những cái cơ hội và những dự án ở ngoài kia nhé. Em chào chị Ban Hoàng nhé. Ok, em cảm ơn chị Quyên, cảm ơn tất cả anh chị em đã tắt tên những người bạn thân yêu vào livestream của em Thu. Và trong livestream của em Thu, nếu cô chú anh chị em nào mà chưa có số Zalo của em Thu, hãy kết bạn Zalo với em Thu theo số điện thoại 0966091622, là cái số đó là em dùng Zalo đấy ạ. Và các anh chị hãy kết nối, em sẽ hỗ trợ các anh chị, hoặc các anh chị ở gần những ai đã là cổ đông của tập đoàn, các anh chị hãy nhờ họ nhé. Bởi vì cơ hội này là gì, khi các anh chị, các cô chú đã nắm giữ rồi thì các cô chú anh chị sẽ hiểu về cái giá trị của Ulisky và sẽ giúp các anh chị em cô chú đi sau là hiểu ra cái giá trị để chúng ta nắm giữ cái cổ phần giá trị này, đúng không ạ? Chúng ta được là nắm giữ cái cổ phần giá trị mà chúng ta lại còn có người hướng dẫn cho chúng ta đấy, có người giúp chúng ta, có những người đi trước giúp chúng ta free, tức là không đồng đấy ạ, không đồng, để chúng ta là gì, nắm giữ. Nếu trước khi chúng ta, kể cả chúng ta khi chúng ta tìm hiểu, đúng không ạ, chúng ta bỏ một vài giờ, một vài buổi ra chúng ta tìm hiểu mà cảm thấy mà nó không ok, chúng ta cũng bỏ qua, chúng ta đâu có phải chi đồng nào đâu, đúng không ạ? Và em Thu và các tất cả các quý cô chú anh chị em đi trước sẽ giúp quý cô chú anh chị em đi sau đó, chúng ta không phải ngại gì đâu ạ. Chúng ta chỉ có dám gì ạ, nhấc cái điện thoại lên gọi hoặc nhắn tin hay không, đó là điều của quý cô chú anh chị em mà thôi, đúng không ạ? Và khi là gì ạ, cái tầm, đúng không ạ, cái tâm của chủ tịch, đúng không ạ, khi cái tâm của chủ tịch phát ra cho cả nhân loại đấy, ngài đã gì, hy sinh gần gì ạ, gần 50 năm đó, gần 50 năm để nghiên cứu ra cái công nghệ này. Và khi đã ra cái công nghệ này, ngài này cái thu hút vốn cộng đồng thì chúng ta mới có cửa để chúng ta nắm giữ cái cổ phần của ngài, đúng không ạ, của tập đoàn của ngài, dự án của ngài. Chào bạn Titi nhá, cảm ơn bạn. Đó, thì các anh chị thấy cái tâm của ngài có vô cùng giá trị không ạ? Đó, thì ở đây là gì? Nếu như ngài mà thu hút vốn theo cách cũ ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta làm gì có cửa? Chúng ta làm gì còn ngồi đây, em Thu làm gì có cửa để mà nắm giữ cổ phần mà ngồi đây chia sẻ cho các anh chị được, đúng không ạ? Đó, phải có đủ điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? 200.000 đô, đúng không ạ? 200.000 đô thu nhập mỗi năm. Và tài sản của các anh chị định giá 1 triệu đô, đúng không ạ? Tài sản của anh chị đã định giá 1 triệu đô thì các anh chị mới có đủ điều kiện để nắm giữ những cơ hội, những cái dự án, đúng không ạ? Những cái dự án quốc tế như thế này. Đó, dự án lớn như thế này. Đó, cho nên là chúng ta hãy biết ơn. Đấy, biết ơn ngài bằng cách là gì ạ? Thả tim giúp em Thu ạ. À, các anh chị hãy thả tim giúp em Thu nhá. Đấy, hôm nay là nhiều Zoom lắm nhưng mà cũng có 20 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu, em rất là vui. Bởi vì mỗi buổi livestream của em Thu ấy là cũng nhờ công của quý cô chú anh chị em đó, là gì, đã tag tên những người bạn này, đã chia sẻ livestream vào trang cá nhân rồi lên các đội hội nhóm để làm gì, để cộng đồng Việt Nam chúng ta biết đến cái cơ hội tuyệt vời này, để gì ạ, giúp họ hiểu ra giá trị các anh chị nhé. Đó, cho nên là không phải một mình em Thu làm được điều đó đâu, cũng như chủ tịch của chúng ta, đúng không ạ, ông rất giỏi, đúng không ạ, ngài rất giỏi là gì ạ, đã nghiên cứu ra, nhưng mà gì, không có tiền để thực hiện thì ngài phải, đương nhiên là ngài phải huy động vốn rồi, đúng không ạ, thu hút vốn cộng đồng, mỗi chúng ta có một chút góp vào đó thôi, chúng ta có cái sự giàu có, ngài có tiền để thực hiện là gì ạ, ngài có vốn để thực hiện cái công nghệ này,
Và cái công nghệ này nó ra đời thì đương nhiên là gì? Người trên hành tinh này đều được hưởng, thì trong đó có chúng ta, có tương lai con cháu của chúng ta. Thì chúng ta đóng góp vào đây, chúng ta tài trợ vào đây, chúng ta vừa được cái gì ạ? Cái giá trị giàu có này, sau chúng ta lại có cái giá trị nữa. À, có cái sự gì? Giàu có và có cái giá trị, đó là chúng ta góp công vào một cái gì ạ? Giải pháp, đúng không ạ? Góp công vào một cái giải pháp lớn cho cả toàn cầu. Đó, cho tương lai con cái chúng ta, đúng không? Đó, rất ý nghĩa và nhân văn, giúp mình, giúp người, đúng không ạ? Giúp chúng sinh. Đấy, cho nên là nhiều các cô chú anh chị tại sao lại bảo là những cổ đông đi trước họ đều nói là gì? Ý nghĩa và nhân văn ở đâu, đúng không ạ? Và giúp mình, giúp người, giúp chúng sinh ở đâu? Đó là như thế đấy ạ. À, chúng ta vừa có sự giàu có, đúng không? Từ số vốn rất là nhỏ, nhưng chúng ta lại còn gì? Có cái công xây đắp lên cái Ulysses này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta là cánh tay nối dài cho Ngài Chủ tịch để nhanh thực hiện thành công cái dự án này, đúng không ạ? Bây giờ gần đến rồi. Đấy, chúng ta còn một bước nhảy nữa thôi. Đấy, một bước nhảy nhẹ nữa thôi là chúng ta đã đến tới gì ạ? Cái sự giàu có rồi. Đó. Và hôm nay chúc mừng cho tất cả những cô chú anh chị đi sau. Đấy, và chúng ta còn cái thời gian rất là ngắn nữa thôi là chúng ta đã có gì? Những cái trái ngọt đầu mùa rồi. Đó, đã chúng ta đã có cái lộ trình là 2025 chúng ta được nhận cổ tức rồi, đúng không ạ? Có thể sớm hơn mà có thể là muộn hơn một vài tháng chẳng hạn, nó là điều bình thường mà. Nó là gì cả? Nó là cho chúng ta biết cái khoảng thời gian để chúng ta sẽ nhận được cái cổ tức đấy ạ. Đó, anh chị thấy tuyệt vời không ạ? À, nhìn cơ hội mà còn nhìn trong cái thời buổi đang khó khăn như này, đúng không ạ? Đang khó khăn như này, các anh chị còn mất việc làm cơ. Các cô chú, các anh chị em ngoài kia còn mất việc làm, mà ở đây, ở Ulysses là có gì ạ? Một cái cơ hội tuyệt vời là gì? Chúng ta không cần phải làm gì, chúng ta chỉ nắm giữ một chút thôi. Chúng ta để đó vài năm tới chúng ta có sự giàu có. Các anh chị thấy tuyệt vời hơn không ạ? Vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Và ở ngoài kia này thì đang rất là khó khăn. Đấy, còn không có việc để mà làm, mà ở đây lại có một cơ hội tốt như vậy. Mà tại sao chúng ta lại bỏ qua? Đấy, nếu chúng ta bỏ qua đó là lỗi của chúng ta, đâu phải lỗi của em Thu hoặc các anh chị em đi trước, đúng không ạ? Đấy, chúng em vẫn ngày ngày lan tỏa, đúng không ạ? Hàng ngày, hàng giờ lan tỏa, ngày đêm lan tỏa, chia nhau ra để phát live stream để làm gì? Để giúp cộng đồng biết đến ở trong Ulysses này vô cùng giá trị này này. Đừng có đi đâu nữa, đừng có đi nước ngoài nữa, đúng không ạ? Hãy ở nhà, ở chính quê hương mình, làm giàu ở chính quê hương mình. Mà cái gì ạ? Cơ hội mà có gì? Người ban phát cho chúng ta, đúng không ạ? Từ số vốn nhỏ xíu thôi, chúng ta cũng có thể trở thành nắm giữ được một phần của một tập đoàn vô cùng lớn, hàng tỷ đô, đúng không ạ? Đó, đó là điều tuyệt vời mà ít người biết đến. Mà hôm nay biết đến rồi mà chúng ta bỏ qua là lỗi của chúng ta, đúng không? Vâng, em chào chị Lan Ngọc, chào bạn Thu Hà. Em chào anh Khải nhá. Em lâu lắm rồi hôm nay mới thấy anh Khải này. 3-4 buổi live stream nay em hôm nay mới thấy anh Khải. Cháu chào cô Linh. Đó. Chào anh Ái cha Ái gia cũng ra gì và lầy nọ. Thế nào? Thầm nặng bạn thầm nặng có hình avatar là chú gà trống, chắc là bạn gà đúng không? Ok, bạn cứ theo dõi đi nhá. Nếu mà muốn nhanh thì các anh chị các bạn hãy gì ạ? Hãy gọi cho Thu theo số điện thoại 0966091622 hoặc những anh chị em ở gần các bạn, gần các cô chú anh chị để họ hướng dẫn và chúng ta nắm giữ cái tài sản giá trị này nhá. Đó, đó một cái tâm lớn của Ngài Chủ tịch. Nếu như mà Ngài không thu hút vốn cộng đồng thì chúng ta không còn có cửa để ngày hôm nay chúng ta chia sẻ cho nhau, đúng không ạ? Đó là một cái tâm cho đi, đúng không ạ? Từ các anh chị có biết không? Em nghe cái sở hữu trí tuệ ấy, em thấy cuộc đời của Ngài Chủ tịch vô cùng khổ, đúng không ạ? Vô cùng khổ mà Ngài vẫn cố gắng tiến về phía trước. Bởi vì có những cái gì ạ? Có những cái video Ngài nói rằng gì ạ? Có khi có thể tốt hơn là chúng ta là những cái người thân của chúng ta không giúp đỡ chúng ta, hoặc những người bạn xung quanh không giúp đỡ chúng ta, đó là một, cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta bứt phá lên, để chúng ta dẫm đạp lên, để chúng ta bứt phá cao hơn, xa hơn, đúng không ạ? Sẽ tốt hơn đấy ạ, sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ lớn nhanh hơn. Đó, Chủ tịch nói rất là hay. Em nói có thể là chưa đầy đủ đâu ạ, nhưng mà đại loại là Chủ tịch đã nói thế. Và những cái gì ạ, Chủ tịch đã vượt qua là đúng với như là lời Ngài chia sẻ đấy các anh chị ạ. Đúng với Ngài chia sẻ. Bởi vì nghe cái sở hữu trí tuệ hôm nay em đã gửi vào nhóm cho hai cái video các anh chị đấy ạ. Là các anh chị nghe lại sở hữu trí tuệ mà xem. Đó, Ngài Chủ tịch đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cái gì ạ, gian truân và vất vả mới giữ đến cái cơ hội đến ngày hôm nay cho chúng ta nắm giữ. Bởi vậy cho nên đó, và chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội của tập đoàn Ulysses này nhá. Đó, Ngài thương những người nghèo, đúng không ạ? Những người chưa giàu như chúng ta để có cái cơ hội giàu có, để nắm giữ cái tài sản giá trị này,
Đó, không phải đời chúng ta mà con cháu chúng ta nữa. Đó, được vừa được ngồi trên con tàu vừa được nhận của tức. Chúng ta thấy có hạnh phúc không ạ? Chúng ta cứ hình dung tưởng tượng xem những người ngày hôm nay, những anh chị em cô chú mà biết đến mà không nắm giữ sau này là gì ạ? Trải nghiệm trên những con tàu đó, đấy, đi hàng ngày trên những con tàu đó, ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng ngồi trên những con tàu đó mà vì phải trả phí, thì đương nhiên những cái phí đó là gì? Là những cổ đông chúng ta đi trước này chúng ta được hưởng, đúng không? Chúng ta và những cổ đông khác trên toàn cầu là được hưởng đầu tiên. Đó, anh chị công nhận như thế không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta, tại sao chúng ta là gì? Biết mà chúng ta lại bỏ qua những cơ hội mà chúng ta vừa được sở hữu, đúng không ạ? Vừa được sở hữu, chúng ta khi trải nghiệm, chúng ta được ngồi trên những con tàu đi êm du như thế, an toàn như thế mà chúng ta lại còn được gì ạ? Được hưởng cái lợi nhuận. Nhưng mà nếu mà muốn được hưởng cái lợi nhuận thì ngày hôm nay chúng ta biết đến, chúng ta phải tài trợ đóng góp vào, thì trong tương lai chúng ta mới có chứ, đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn trong tương lai chúng ta có bao nhiêu thì ngày hôm nay chúng ta hãy gây dựng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần cái đích đến của chúng ta muốn bao nhiêu thì ngày hôm nay chúng ta lắng giữ để trong tương lai chúng ta có những cái số gì ạ? Tài sản như thế, đúng không ạ? Ok, chị chào Nguyễn Hồng nhá. Đó, Nguyễn Hồng bên Nhật của em bây giờ cũng muộn rồi đúng không? Đó, thế nên là các em rất là yêu công nghệ. Đấy, chị Thu và tất cả các anh chị em cổ đông, các cô chú cũng thế, rất là yêu công nghệ. Ok, chị cảm em nhá, cảm ơn em nhá. Đó là cái tâm của ngài chủ tịch, còn cái tầm thì sao ạ? Cái tầm, đấy, còn bây giờ em sẽ chia sẻ cái tầm nhìn của ngài chủ tịch. Theo quý cô chú anh chị, một cái công nghệ độc quyền, một cái công nghệ đột phá, một cái công nghệ gọi là gì ạ? Một công nghệ độc đáo, một công nghệ đột phá, một công nghệ độc quyền mà tầm nhìn của ngài chủ tịch của chúng ta hàng trăm năm sau, đúng không ạ? Có thể là vài trăm năm sau. Đó, cái tầm nhìn của ngài như thế. Ngài nhìn được thế giới đang cần gì? Đúng không ạ? Ngài nhìn được từ mấy chục năm trước, đúng không ạ? Hàng gì ạ? Hơn tức là khi ngài bắt đầu ngài nghiên cứu vào năm đó ngài mới học đại học, các anh chị nhé, học đại học xong là ngài mới gì ạ? Ngài học đại học xong, ngài trở thành một kỹ sư cầu đường. Ngài trở thành một kỹ sư cầu đường. Và gì ạ? Vì cái gì ạ? Nhìn được, cái tầm nhìn của ngài nhìn được cả cái thế giới này, cả cái toàn cầu này là gì ạ? Đang cần đến một cái giải pháp vô cùng lớn. Và ngài đã nhìn được cái đó và ngài đã nghiên cứu ra và ngài đã gì ạ? Phát minh ra một cái công nghệ độc đáo, đột phá, độc quyền này. Để làm gì ạ? Để làm gì? Để cả cái toàn cầu này được hưởng cái gì ạ? Sự gọi là về không tai nạn giao thông này, đúng không ạ? Về không ô nhiễm môi trường này, về không ùn tắc giao thông nữa, đúng không ạ? Đó, cho nên là ngài nhìn được cái giao thông hiện nay của gì ạ? Của cả toàn cầu chúng ta, cho nên là gì? Cho nên là ngài đã nhìn được rất là xa. Ngài nhìn được xa như vậy thì cái công nghệ này mới ra đời, ngài đã nghiên cứu được ra. Và các anh chị thấy không ạ? Hơn 400 nhà khoa học không nghiên cứu được ra mà ngài chủ tịch của chúng ta là nghiên cứu được ra. Đó. Xin chào Nguyễn Tính, chào em nhé. Em bị cút ra, em bị ao ra, ok. Đó. Đấy, bây giờ vào được rồi, chị đọc được rồi nhé. Đó, thì các anh chị thấy không ạ? Tầm nhìn của ngài vô cùng là xa đấy ạ. Đấy, nguyên là từ cái ngày ngài học đại học, đúng không ạ? Từ bé ngài đã yêu đến ngài đã biết được cái gì, những cái vũ trụ ở giờ, khi người ta bắn tên lửa đấy ạ. Đấy, bắn tên lửa lên và những cái khí thải ra đấy, độc hại, tức là từ nhỏ ở trong cái ngôi làng đó, đã gần ở cái bãi đó, đúng không ạ? Bãi tập đó, thì các anh chị thấy không ạ? Ngài đã chứng kiến từ nhỏ như thế. Và các anh chị cứ nghe sở hữu trí tuệ mà xem, khi ngài còn có 6 tuổi thôi ngài đã biết nghiên cứu rồi. Đó. Nhưng còn chính thức khi ngài học xong đại học, ngài mới tập trung 100% thời gian vào nghiên cứu cái công nghệ giao thông vận tải này. Đó, công nghệ giao thông vận tải này, đó là một ngành giao thông đó, của gì ạ? Một ngành giao thông. Thì các anh chị thấy không ạ? Mà gần 50 năm ngài mới nghiên cứu thành công, đúng không ạ? Gần 50 năm ngài mới nghiên cứu thành công ra một cái công nghệ, một ngành giao thông này. Đấy. Trong đó có đường bộ, đường sắt, đường biển và đường không. Thì các anh chị thấy không ạ? Có rất nhiều cái còn lớn lao hơn, nhưng chúng ta chỉ cần biết là một ngành giao thông thôi, chúng ta đã thấy nó vô cùng lớn rồi, vô cùng giá trị rồi. Mà không phải là từ đó đâu ạ. Từ đó đến ví dụ cái độ bền của cái
cái độ bền của cái công nghệ này ấy, hàng trăm năm, vài trăm năm nữa. Cho nên cái tầm nhìn của ngài nó vô cùng là xa, đúng không ạ? Đấy, người ta nói gì ạ? À, một anh thợ phụ hồ tầm nhìn chỉ ngày lương ngày sang ngày lương khác, đúng không ạ? Tầm nhìn của một người gì ạ? Một người doanh nhân, người ta chỉ nhìn được một thập kỷ thôi, nhưng tầm nhìn của những vị lãnh tụ người ta hàng trăm năm, và tầm nhìn của những Chúa Giêsu và những gì ạ? Phật đấy ạ. À, Đức Phật thì người ta nhìn được hàng nghìn năm, và chủ tịch của chúng ta là một người nhìn hàng mấy trăm năm đấy, không phải đơn giản đâu các anh chị ạ. Đó, cho nên chúng ta là đang có một vị lãnh đạo vô cùng là gì ạ? Giá trị đấy ạ. Vô cùng giá trị, vô cùng xuất chúng. Đó, cho nên chúng ta hãy trân trọng khi chúng ta biết đến, chúng ta tìm hiểu nghiêm túc. Đó, bây giờ em Thu bây giờ đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Unisky, và em Thu thấy được là mọi thứ ngay cái buổi livestream tối hôm qua thôi. Đấy, ngay cái buổi livestream tối hôm qua thôi, em đã chia sẻ với tất cả anh chị là tiêu chí, những tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp thành công, thì ở Unisky này chúng ta có thừa điều kiện những cái gì ạ? Lựa chọn đó rồi, đúng không ạ? Cái gì cũng đầy đủ hết rồi, thậm chí còn thừa cái mức đó rồi. Đấy, cho nên có ngày hôm nay có anh chị có biết đến, các anh chị có nghiêm túc để chúng ta gì ạ? Lắng lại để chúng ta tìm hiểu hay không, đúng không ạ? Chúng ta có thể là gì? Đang bị mất việc nhưng chúng ta lại sốt ruột là gì ạ? Nếu như tìm hiểu bây giờ, vài năm nữa chúng ta mới thu được cái lợi nhuận thì nó rất là lâu. Đấy, các anh chị chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng các anh chị có biết rằng chúng ta làm mấy chục năm vừa qua rồi đã có cái gì đâu, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần vài năm nữa thôi là chúng ta sẽ có một cái tài sản khổng lồ trong tay rồi. Mà ngày hôm nay chúng ta không phải làm gì, chúng ta chỉ tìm hiểu và chúng ta góp một chút vốn vào đó thôi, để cùng ngài xây cái UST này để giải cứu cái hành tinh này, đúng không ạ? Giải cứu không phải là một buôn làng, giải cứu không phải là một gì ạ, quốc gia, mà giải cứu cả cái hành tinh. Thì các anh chị thấy nó lớn đúng không ạ? Đó, một cái công nghệ đột phá, một cái công nghệ gì ạ, độc đáo, độc quyền, chưa ai làm được mà ngài chủ tịch của chúng ta đã làm được điều đó. Và ngài luôn luôn là gì ạ, biết ơn những cổ đông trên toàn cầu nào đã cùng ngài là gì góp vốn vào, tập trung cùng ngài là gì ạ, đưa cái công nghệ này ra đời. Đó, ngài không bao giờ là tự vỗ ngực, tự kêu, tự cao gì. Đấy, các anh chị đã từng gặp, em Thu chưa được gặp, nhưng các anh chị, các cô chú đã từng sang, đã từng gặp là người đôn hậu như thế nào, người gần gũi như thế nào, đúng không ạ? Thì các anh chị đã biết sang trực tiếp rồi, các anh chị biết. Đấy, ở đây có những ai đã sang rồi nhỉ? À, Ngọc Bình nhỉ, đúng không? Đúng rồi, Ngọc Bình nói là chủ tịch rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời luôn ấy. Chị chưa sang gặp ngài chủ tịch nhưng chị cũng hình dung được là xem những cái video các anh chị em đã ôm chủ tịch và khóc. Và các anh chị em ạ, mà các anh chị em khóc bên đó, Thu xem bên này Thu cũng nghẹn ngào. Bởi vì sao mình không đi sang được mà các anh chị sang được như thế, là mà được gặp một người gọi là nếu ở Việt Nam thôi, chúng ta chỉ cần gặp một cái ông chủ tịch của một công ty nhỏ thôi, chúng ta nếu mà chúng ta làm ở trong đó, chúng ta cũng khó gặp, đúng không ạ? Không bao giờ có cái được những cái ôm, cái gì gặp bắt tay, những cái ôm của các cổ đông như thế đâu ạ. Không thân thiện, không gần gũi như thế đâu. Nhưng ngài chủ tịch của chúng ta lại làm thừa điều đó các anh chị ạ. Đấy, ngài chủ tịch làm thừa điều đó. Chị cảm ơn Cương nhé. À, Nưu Nguyễn chủ đề gì em? À, hôm nay em chia sẻ chủ đề là gì về ngài chủ tịch nhá, về ngài chủ tịch của chúng ta. Đấy, ngài có tâm, có tầm, có tài và có tuệ và có tiền. Ngài có đủ những chữ T mà chúng ta đang tìm ấy ạ. Đó, chúng ta tìm ở trên cái xã hội này rất là khó được kiếm được cái người lãnh vị lãnh đạo như vậy, và chúng ta gửi những số vốn vào đó để chúng ta yên tâm, đúng không? Em Cương có nói rằng càng tìm hiểu về tiểu sử của ngài chủ tịch thì càng thấy thương cho chủ tịch chị ạ. Đúng rồi, các em cứ nghe đi nghe lại mà xem, nhất là chúng ta chỉ nghe bằng cái tai phone ấy, chúng ta nghe bằng tai phone nó tập trung vào hai cái lỗ tai của chúng ta thôi, chúng ta mới bằng khi nghe chúng ta mới biết được, càng nghe càng thấy thương chủ tịch. Bao nhiêu trải qua bao nhiêu khó khăn đúng không? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả gian truân mới có cái gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta nắm giữ một cổ phần, một chút nhỏ thôi, chúng ta chỉ góp một công chút xíu 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 thôi, nhưng mà ngài chủ tịch của chúng ta là một làm những cái việc, những cái điều vĩ đại mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu ạ. Mà các anh chị em mới thấy không ạ? Chủ tịch của chúng ta bây giờ vẫn còn có người nói ra nói vào là gì ạ? Vẫn còn là gì, dự án ma, dự án đa cấp, dự án lừa đảo nó kia, không có thật đúng không ạ? Thế chủ tịch vẫn thì từ xưa đến nay, đến bây giờ nó gần thành công rồi, còn một bước nhảy nhẹ nữa thôi là đã thành công rồi. Mà gì ạ, ngài vẫn bị thiên hạ nói, ngài vẫn bị
xã hội nói, thì đương nhiên chúng ta là người gì ạ, chỉ là hiểu, biết, hiểu và tin và yêu để nắm giữ cái cổ phần. Và chúng ta lan tỏa mà đâu đó thì thỉnh thoảng có những cái lời tiêu cực comment vào bài chúng ta cũng bức xúc đúng không ạ? Đó, chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, đúng không ạ? Cái độ bức xúc của chúng ta chỉ bằng một hạt cát nhỏ so với chủ tịch của chúng ta thôi các anh chị ạ. Đó, cho nên từ ngày em hiểu ra, càng nghe Sở Hữu Trí Tuệ, càng hiểu ra em càng thấy là thôi bây giờ người ta nói kệ người ta. Cái khẩu nghiệp mà người ta nói kệ người ta, mình làm sao biết là ở đây là gì? Ngài chủ tịch là người như thế nào là mình biết rồi. Mà mình đang làm những cái gì? Mình đang làm một cái công việc lớn lao, một cánh tay nối dài của một cái sứ mệnh vô cùng giá trị, ý nghĩa và nhân văn. Đó, chúng ta chỉ cần định vị như thế thôi thì mới có những hàng. Còn 2 ngày nữa thôi là em chỉ tròn 3 tháng rồi, phát livestream liên tục trên Facebook chính cái trang cá nhân của em. Đó, chính cái trang cá nhân của em. Đó các anh chị nhé. Chủ tịch tuyệt vời, cảm ơn Ngọc Bình. Hello, chị chào Hương Lê nhé, chào em. Đó, thì các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta hiểu ra thì chúng ta mới biết là Ngài Chủ tịch là có cái công lớn lao vô cùng như thế nào, đúng không ạ? Lớn lao ở đây không phải là Ngài là gì ạ? Chỉ nghiên cứu ra không đâu ạ. Mà Ngài là có cái tình yêu thương bao la đến nhân loại này thì mới có ngày hôm nay và đủ các điều kiện đó. Ví dụ như là Ngài cũng làm như thế, đúng không? Nhưng Ngài bảo là gọi vốn toàn cầu này đến bao giờ, đúng không ạ? Đến bao giờ để cho đủ để mà thành hiện thực. Nhưng Ngài vẫn kiên trì vì những người chưa giàu như chúng ta, các anh chị ạ. Vì những người chưa giàu như chúng ta mà Ngài kiên trì, Ngài đợi những cái số vốn nhỏ của chúng ta góp dần hàng tháng, hàng năm vào. Đó, và đến năm nay là 9 năm rồi. Đấy, các anh chị ạ, đã là 9 năm rồi. Mà cái công nghệ, một cái tập đoàn lớn, mà đã gọi là tập đoàn phải trên 10 công ty con, đúng không ạ? Đấy, 10 hệ sinh thái, trên 10 hệ sinh thái, trên 10 công ty con thì chúng ta mới được gọi là một tập đoàn. Đó, chứ không phải chúng ta có 9 hơn mới có 9 công ty thì chúng ta đã được gọi tập đoàn, là không phải nhé. Chúng ta phải có từ 10 và trên 10 thì chúng ta mới được gọi là tập đoàn. Không khác chúng ta là có mua một lô đất ấy, thì phải có 12 đôi mới gọi một lô, đúng không ạ? 11 đôi, 11 đôi rưỡi cũng không gọi là một lô được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là ở đây chúng ta phải hiểu rằng 9 năm trời mà Ngài gây dựng ra từ những số vốn nhỏ cộng đồng toàn cầu chúng ta góp vào, tài trợ vào mà được có ngày hôm nay. Và những cái gì ạ? Dịch Covid 25, hơn 25 dịch Covid, các anh chị thấy khó khăn không ạ? Mà vẫn phát triển bình thường. Đó. Và cũng có lúc lại chúng ta là, các anh chị có biết không ạ? Hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân làm việc cho tập đoàn. Nhưng khi đến khi dịch nhá các anh chị nhá, đến khi dịch Ngài chỉ giảm công nhân đi, đúng không ạ? Người ta kinh doanh người ta phải thế, người ta đi bớt giảm công nhân đi. Đó. Để gì ạ? Và bây giờ của chúng ta bây giờ chỉ còn 700 chuyên gia. Đấy, 700 chuyên gia kỹ sư để đang làm việc cho chúng ta. Đó, đang làm việc gì ạ? Để biến những cái đồng tiền nhỏ của chúng ta thành gì ạ? Những cái tài sản khổng lồ như vậy đấy ạ. Đó, một người thì có đủ, có tâm này, đúng không ạ? Có cái tâm cho đi. Đấy, muốn cứu cái nhân loại này. Và người ta, người là có một cái tầm, đúng không ạ? Một cái tầm nhìn, người nhìn được ở cái xã hội này, ở cái cộng đồng, ở cái toàn cầu này đang cần cái gì. Đó, và Ngài đã nghiên cứu thành công ra nó. Và nghiên cứu thành công rồi thì cần phải có vốn để thực hiện cái đó, nó thành hiện thực. Đó, và Ngài đã nhờ đến cổ đông cả toàn cầu chúng ta. Và Ngài luôn luôn cảm ơn chúng ta đấy các anh chị ạ. Đó, Ngài không bao giờ Ngài vỗ ngực Ngài là công to, công lớn ở trong đó đâu. Ngài lúc nào cũng rất là khiêm tốn, điềm đạm. Và lúc nào Ngài cũng gì? Cảm ơn các cổ đông chúng ta. Và có một cái video ấy mà em Thu tại nghe mà em Thu cũng có nghe một lần là có cái video là Ngài nói là gì ạ? Tức là nói đến người già đấy. Ngài nghĩ đến người già đấy, những ví dụ như cô Lịnh bây giờ chẳng hạn hơn 60 tuổi rồi. Có những cô, những chú, những bác còn hàng gì ạ? Bảy mấy, 80, hơn 80 tuổi rồi, có những người 90, nhưng mà số ít thôi ạ. Có những người 90 vẫn góp vào đây. Thì các anh chị có hiểu tại sao những người già như vậy mà người ta vẫn góp vào không ạ? Bởi vì người ta thấy là gì ạ? Cái công nghệ này, cái giải pháp này cứu cả cái nhân loại này. Bởi vì mỗi năm chết vì tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường từ cái giao thông là gì ạ? Khi người ta tham gia giao thông và gì ạ? Và cái độc khí thải độc hại ở cái giao thông cấp 1 hiện nay đấy, nó tàn ác như thế nào, đúng không ạ? Đấy, nó giết người thầm nặng như thế nào. Và khi người ta hiểu ra giá trị rồi, già người ta vẫn ủng hộ. Người ta không ủng hộ gì để cho bản thân người ta đâu, người ta ủng hộ cho tương lai con cháu người ta đấy ạ.
Đó, cho nên các anh chị, các cô chú phải hiểu rằng người ta già như vậy, phải đặt câu hỏi già như vậy tại sao người ta vẫn ủng hộ vào cái công nghệ này. Và em Thu chứng minh cho các anh chị thấy là ngày hôm nay, ngày hôm qua, mấy ngày vừa rồi đều những cô, những chú rất là nhiều tuổi, toàn trên 50 tuổi, trên 60 tuổi và trên 70 tuổi gọi cho em Thu, đúng không ạ? Nghe những cái buổi live stream của em Thu, gọi cho em Thu và cảm ơn là gì ạ? Cháu chia sẻ rất là thực tế. Đấy, cô hoặc là gì ạ? Chị, hoặc có người còn xưng cô, có người còn xưng bác, đúng không ạ? Tại vì nhiều tuổi đúng không ạ? Là gì ạ? Đã nghe và gì ạ? Thấy được. Đấy, nghe cũng rất là nhiều nhưng mà nghe thấy được cái thực tế từ cháu chia sẻ. Đó, người ta già rồi, người ta nghe của mình live stream và có những người đã nắm giữ cổ phần rồi. Xong người ta vẫn hỏi lại. Đấy, người ta hỏi lại thì có cái niềm tin hơn, đúng không ạ? Và có những người, người ta có đủ niềm tin rồi nhưng người ta thấy mình chia sẻ là gì? Tâm huyết này, chia sẻ thực tế và gọi điện cảm ơn, cháu cứ duy trì như thế. Và em cảm ơn hôm nay có một cô ở trong Vũng Tàu ấy. Đấy, cô còn cảm ơn, đúng không ạ? Mà nói chuyện với cô rất là lâu. Đấy, chiều hôm nay em đi cắt một tí tóc đi và khi lúc họ đang cắt tóc ấy và em nghe điện thoại, hôm nay có em Hà đi cùng là biết đấy. Đó, tức là cô nói chuyện rất lâu, cô gọi điện thoại đến khi tự dưng là gì ạ? Máy cô hết tiền. Đó, thì mới thôi, còn nếu chưa hết tiền là cô chưa thôi đâu ạ. Đấy, cho nên là ở đây các anh chị ạ, chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi. Chúng ta lắng nghe thì những người đi trước chia sẻ cho chúng ta sẽ hiểu được ra giá trị của cái công nghệ này mang lại cho chúng ta điều gì, thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta bỏ qua, đúng không ạ? Một cơ hội là gì? Ý nghĩa và nhân văn. Và chúng ta được cái sự giàu có mà chúng ta còn có một cái công, đúng không ạ? Góp phần vào đây nữa. Và những cái anh chị, những cô chú mà đã có những gói vinh danh như vợ chồng em Thu và con em Thu là gì ạ? Chúng ta sau này có những cái hình ảnh, đúng không ạ? Hình ảnh, ví dụ đâu đó là người ta làm cái bảng điện tử ấy. Đấy, ví dụ như những các ga tàu đương đâu đã có những hình ảnh chúng ta. Và cái hình ảnh đó sẽ giữ lại muôn đời sau các anh chị nhé. Còn cái công nghệ này là những hình ảnh của chúng ta còn tồn tại, đúng không ạ? Đó, là những người là gì? Tiên phong đi trước, góp công góp sức, đúng không ạ? Để xây UST, để giải cứu cái hành tinh này. Đó, vô cùng ý nghĩa và nhân văn, đúng không ạ? Và với em Thu, tại sao em Thu lại phát livestream liên tục như thế? Bởi vì nếu em Thu phát 1-2 buổi thì đương nhiên các cô chú anh chị hoặc các em có thể là nghe vài buổi thôi, anh chị, cô chú anh chị lại có thể là lãng quên đi mất. Nhưng ngày nào em cũng phát livestream và nhờ những cánh tay yêu thương của quý cô chú anh chị là gì ạ? Lan tỏa và chia sẻ thì đương nhiên nhiều người biết đến. Nhiều người biết đến là gì ạ? Khi người ta nghe, ngày nào cũng được nghe, đúng không ạ? Ngày nào cũng được nghe thì kiểu gì người ta cũng hiểu ra một chút đỉnh nào đó, đúng không ạ? Và khi người ta hiểu rồi, người ta có tư duy, đúng không? Người ta có tư duy thì đương nhiên là người ta sẽ đón nhận và người ta lắng nghe, đúng không? Đón nhận cái sự chia sẻ đó và người ta lắng nghe. Và sau khi chúng ta chia sẻ cho họ, giúp họ hiểu ra thì đương nhiên là họ sẽ không lỡ, tức là họ sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội này. Họ sẽ nắm giữ được cơ hội này. Đó là cái mà em luôn luôn lên live stream là như vậy. Đó, em không muốn bỏ một buổi nào đâu ạ. Em muốn là có cái sức khỏe để ngày nào em cũng nên tiếp tục, có thể là 3 tháng tiếp tục nữa. Bao giờ hết cổ phần gốc, có thể là em đi thôi. Đó. Nhưng quan trọng phải có sức khỏe hoặc có cái, những cái công việc có thể là em không thể là lên được thì em mới nghỉ. Còn em vẫn muốn lên đây là không phải là em chia sẻ những cái gì cái lúc nào cũng tô cái điểm tốt của Ulisky đâu ạ. Đúng không ạ? Và ở đây là em mục tiêu là giúp cộng đồng và em nói những cái gì thực tế nhất có thể. Đó. Trong cuộc sống chúng ta thực tế nhất có thể. Đấy, cho nên là nhiều các cô chú nhiều tuổi ấy, đó, các cô chú ấy rất là hiểu công nghệ Ulisky và yêu công nghệ Ulisky như vậy, họ có cái thời gian và họ có cái sự lắng nghe đấy các anh chị em ạ. Và người nhiều tuổi lắng nghe như vậy rồi, tại sao trẻ mình lại không hiểu được ra, đúng không? Nhiều tuổi người ta còn hiểu được ra mà tại sao mình ít tuổi ra? Đấy, đó là gì ạ? Do mình chưa nghiêm túc, đúng không? Do mình chưa nghiêm túc. Chứ còn nếu chúng ta mà nghiêm túc thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ mất cơ hội Ulisky đâu ạ. Người không biết về vấn đề mà nói sao là gì ạ? Người thiểu năng trí tuệ, đúng rồi, chuẩn luôn. Ở trong một cái video chủ tịch đã nói, đúng không? Đó. Và có một cái video là gì? Tức là ngài nói rất là bình thường thôi, nhưng người biết nghĩ để hiểu sâu những lời ngài nói rất là đau. Ngài đang chửi đấy ạ, những cái người thiểu năng trí tuệ đấy ạ, đúng không ạ? Cái cơ hội nó giúp như thế, nó giá trị như thế mà không nhìn được ra, mà còn nói những cái điều không đúng với sự thật, nói sai, đúng không ạ? Thì ngài đã nói là những người gì đã thiểu năng trí tuệ đó, tầm nhìn hạn hẹp đó, đa cấp gì ở đây, đúng không? Đó, người ta này
xây dựng một cái gì ạ? Giải pháp để giải cứu cả cái hành tinh này lại nói là gì? Đa cấp lừa đảo, đúng không? Đấy, dùng từ không đúng. Cho nên bất cứ ai trong chúng ta nếu như không góp vốn tài trợ vào công nghệ Unikai, chúng ta đừng lên là gì? Phán xét vô căn cứ. Nếu như chúng ta mà phán xét vô căn cứ là chúng ta là gì? Phạm vào cái tội là gì ạ? Chúng ta là phạm vào cái tội là gì? Vu khống người khác, đúng không? Chúng ta sẽ phạm vào cái tội vu khống người khác. Đấy. Những điều mà chúng ta nhìn, tai nghe, mắt thấy, tay sờ vào, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy gì ạ? Nhận xét. Còn khi chúng ta mà chưa ở xa như vậy, chúng ta mà không có cái sự nghiêm túc ấy, mà chúng ta cứ ở ngoài chưa hiểu cái gì, chúng ta cứ phán xét theo cái gì cảm nhận của chúng ta đấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ gì ạ, mà không đúng ấy, chúng ta là phạm vào cái gì ạ, vu khống người khác. Mà vu khống ở đây ấy, một nhà khoa học, một tổ chức khoa học rồi, không phải đơn giản đâu các anh chị nhá. Bây giờ không như ngày xưa đâu. Anh chị biết ngày xưa cái vụ Litva không ạ? Chính phủ còn phải gì? Chính ra là chủ tịch kiện chính phủ Litva đấy ạ, đúng không? Và Litva là gì ạ? Đã có những cái đơn cáo buộc chủ tịch là người, một người là gì? Gián điệp của Nga là gì ạ? Một gì ạ? Dự án đa cấp lừa đảo xuyên quốc gia. Đấy, thế nên nếu khi là gì ạ? Gần 3 năm trời không tìm ra chứng cứ gì, bởi vì có đâu mà tìm. Và lúc đó chủ tịch của chúng ta là bảo vệ cái gì ạ? Bảo vệ cái dự án này, không để sau này là gì ạ? Lấp liếm đi rồi mang tiếng cả sau này ảnh hưởng cả một tập đoàn. Và chủ tịch đã kiện lại các anh chị nhé. Kiện lại, và lúc đó chính phủ Litva phải đền danh dự cho ngài chủ tịch là hơn 10.000 euro. Đấy. À hơn 10 triệu euro, sorry các anh chị nhé. Đấy, hơn 10 triệu euro các anh chị biết không ạ? Đó, đấy là đền danh dự thôi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ là nói vớ vẩn, nói lung tung nha. Khi chúng ta nói vớ vẩn lung tung là ngày hôm nay chúng ta có thể là chưa bị ngay đâu. Đấy, chúng ta chưa bị ngay đâu. Một ngày đẹp trời nào đó các anh chị mới bị sờ gáy, thì lúc đó các anh chị mới biết rằng động đến gì ạ? Một nhà khoa học, một tổ chức khoa học. Đấy, một gì ạ? Dự án lớn của thế giới mà chúng ta dám động, dám nói lung tung là chúng ta lại được. Hãy gì? Hãy chờ nha. Đúng rồi, em luôn khẳng định là phát minh của chủ tịch rất sáng suốt. Trời ơi, ai cũng nhìn ra được cái sáng suốt đó em nha. Chị chào Hoa, chào anh Trần Công, chào tất cả các anh chị em. Em chào anh Bắc nhá. Ôi, từ lấy giờ rất nhiều anh chị em vào mà em không biết này. Em đã có cổ phần dù ít nhưng vẫn vui vì có cái để gì? Có cái để chờ đợi. Ok. Khi em có ít rồi nhưng em cố gắng nhá, cố gắng lắm giữ thêm, bởi vì cơ hội nó không còn dài nữa đâu. Cơ hội chúng ta nghìn năm chúng ta mới có, nghìn năm có thể nghìn năm cũng không có, chứ không phải nghìn năm mới có đâu. Thì bây giờ hôm nay chúng ta có, chúng ta hãy lắm giữ nhá. Và cảm ơn tất cả các anh chị em. Cảm ơn em Hoa. Vâng, em chào anh Bác, em cảm ơn anh Bác. Em Quảng Cương có nói là tôi không vu khống là gì? Cái chữ ra lóa thế ta nhỉ? Ơi. Đúng rồi, tội vu khống đúng không? Rất nặng đối với luật, chính xác. Tỉnh thoảng chị mắt chị nhá, nhìn nó rất là lóa nhá. Ok, xin chào Ngọc Nguyễn. Cảm ơn em, chào em. Xin chào Trần Hà. Anh Bắc nói gì ạ? Đến thời điểm này rồi mà còn gì ạ? Mà còn còn nói là đa cấp lừa đảo thì là sẽ gì ạ? Là sẽ em không đoán được ra cái ý đâu. Em đọc lại nhá, em đọc lại này, cái mắt của em nó có tuổi rồi, nó đọc nó lóa lắm. Nhất là em mặc áo trắng này, nó rất là lóa. Tức là thời điểm đến thời điểm này rồi mà còn nói là đa cấp lừa đảo nữa là sao nhỉ, đúng không? Nghĩ như vậy thì nghèo
rớt xác đúng không ạ? Đấy. Thì anh có thấy không ạ? Trong mỗi chúng ta có mỗi người một cách nghĩ khác nhau, mỗi người một cách làm khác nhau, mỗi người có sự tính toán khác nhau. Như anh Bắc, như em, như bạn Trung Lai và tất cả các anh chị em cô chú là nghĩ đến gì ạ? Một tương lai tốt, nhưng chúng ta lại tìm hiểu một cơ hội là làm sao tốt nhất có thể, mà chúng ta đã làm bán sức rất là lâu rồi, áp lực rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Bỏ thời gian cũng rất là dài rồi, nhưng mà gì ạ? Chưa có cái sự tự do tài chính và giàu có. Thì bây giờ chúng ta có cái cơ, chúng ta phải luôn luôn đi tìm cơ hội. Nhưng khi chúng ta đi tìm mãi, nhưng ngày hôm nay chúng ta mới được gặp, mà chúng ta không dừng lại để chúng ta tìm hiểu, đúng không? Thì đó là lỗi của chúng ta. Và giờ này với Ulysky mà còn nói những lời như thế, nhận xét như thế, là những người là gì ạ? Thực sự là cái tầm nhìn và cái tư duy của họ nó quá hạn hẹp, đúng không ạ? Hẳn không biết thì thôi, nhưng mà đã biết đến rồi ngày hôm nay mà bỏ qua, mà còn nói này nói kia đấy, nói đa cấp lừa đảo với Ulysky, thì chắc chắn người đó là gì ạ? Thực sự là quá kém cỏi, đúng không ạ? Quá hạn hẹp về tầm nhìn và tư duy thì họ mới đánh giá như thế đó. Còn với anh em chúng ta, với các cô chú, các anh chị em đã là người hiểu ra và nắm giữ, là người đi trước, mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tin, yêu và gì, chúng ta là gì, nghiện cái cổ phần rồi. Có điều chúng ta là kinh tế, tài chính của chúng ta có hạn mà thôi. Đấy, em Thu cũng như các anh chị em, đúng không? Là gì? Khi hiểu ra rồi chỉ cần rình rình có một đủ gói 50 đô thôi, 1 triệu 2 thôi, em Thu cũng gì? Trả góp trong mỗi tháng như thế. Và các anh chị thấy không ạ? Từ ngày 28 tháng 10 năm 2020 đến bây giờ, chưa có cái tháng nào là em không trả góp. 50 đô em cũng có. Bởi vì em biết là hôm nay mình tiết kiệm được 50 đô. Thì trong tương lai 50 đô ấy nó không còn là 50 đô nữa, nó hàng trăm lần, hàng nghìn lần cái 50 đô cơ. Cho nên là gì ạ? Bởi vì em hiểu ra Ulysky rồi, em tin, em yêu rồi và em nghiện Ulysky rồi, vì không còn cái gì để mà tìm hiểu nữa rồi. Đó, cho nên là từ 50 đô thôi, nhưng em vẫn tiết kiệm để có cái tài sản. Người ta gọi là tích tiểu thì thành đại, tích gió thì thành bão, và kiến tha lâu là đầy tổ, là như vậy đấy ạ. Đó, 1% là nhóm tinh hoa của nhân loại. Biết sớm thì cuộc đời bớt khổ nhà mình ạ. Cảm ơn bạn Trung Lai, cảm ơn anh Bắc, cảm ơn tất cả anh chị em. Thì ở đây mỗi bình luận, mỗi suy nghĩ một khác nhau. Thì 1%, đúng không ạ? 1% của thế giới đấy, của nhân loại này, mới có những người như ngài chủ tịch, mới có những người như ông Putin và ông Donald Trump và ông Tesla chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, cái ông Tesla ấy, ông ấy tên là Nikola Tesla ấy, chứ không phải là hãng xe Tesla đâu. Hãng xe Tesla là ông ấy cũng nghiên cứu ra. Ông ấy nghiên cứu ra, nhưng mà Elon Musk là gì ạ? Mua lại đấy ạ. Còn chính ra là ông Tesla này, các anh chị có một cái bức ảnh mà có cả ngài Tesla, có cả ngài chủ tịch của chúng ta không ạ? Một chủ tịch của chúng ta, một trong 7 vĩ nhân của thế giới đấy ạ. Đó, các anh chị phải biết được là như thế. Đó, cho nên chúng ta tìm hiểu là không phải tìm hiểu một chỗ, một thứ đâu. Chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải nhìn đa chiều thì chúng ta mới không bỏ lỡ được, anh chị nhé. Nguyễn Đình Đức hay, vâng em cảm ơn. Cảm ơn Nguyễn Đình Đức. Em Đình Đức đúng không? Ok, chị chào Hồng Tiên, bảo nhé. Ôi, đến giờ này vẫn còn 23 quý cô chú anh chị đang xem live stream của em Thu, em cảm ơn nhé. Đó, và khi chúng ta biết là chủ tịch chúng ta có cái tâm như thế rồi, có cái tầm như thế rồi, và có cái tài của ngài nữa, đúng không ạ? Tài của ngài ở đây là gì, các anh chị có thấy không ạ? Cái năm 2021 mới được 145 phát minh được công nhận, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ đã được 200 phát minh và bằng sáng chế rồi. Các anh chị thấy trong mấy năm trời chủ tịch của chúng ta làm điều vĩ đại mà. Và không phải là như thế đâu ạ, và ngài còn làm những điều nhiều điều hơn thế nữa. Các anh chị thấy Subway không? Subway ấy, tới đây các anh chị mới biết. Còn cái công nghệ này của chúng ta ấy là bình thường, nó là bình thường. Đối với ngài chủ tịch nó là bình thường, đối với những người khác ở ngoài kia, đúng không ạ? Những người tài ba ngoài kia, người ta còn đến cái công nghệ này, người ta còn gì ạ? Còn chưa làm, chưa bắt trước được. Bởi vì chủ tịch của chúng ta đã nói rằng gì ạ? Bao giờ cái công nghệ này của chúng ta cũng đi trước thế giới 15 đến 25. Đấy, 15 đến 25 cơ mà. Cho nên chúng ta hãy nghĩ là chúng ta độc quyền rất là dài đấy ạ. Đó, chúng ta đầu tư vào một, chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Em Thu không nói đầu tư nữa, chúng ta đang kinh doanh.
Đấy, chúng ta đầu tư là kinh doanh đúng không? Chúng ta đang kinh doanh là một cái gì? Sản phẩm độc quyền. Thì các anh chị chỉ cần bán một cái thứ, cái món ăn hay một cái gì đó ở quê hương chúng ta thôi. Khi chúng ta độc quyền chúng ta bán sướng ạ. Bán vừa mắng vừa chửi vẫn gì? Có người mua. Đó, đâu đó ở Hà Nội có một cái gì ạ? Cái chị bán bún chửi đấy. Đó, vẫn đông khách mua. Đấy, khi người ta độc quyền rồi. Đúng không ạ? Và cái sự độc quyền đó sẽ giúp cái gì ạ? Cái lợi nhuận của họ. Đó. Và với công nghệ của chúng ta cũng thế. Đã độc quyền rồi mà độc quyền không phải ở một quốc gia mà toàn cầu, thì theo các anh chị tiền nó chảy về đâu? Tiền nó chảy về cái công nghệ này này. Thì chúng ta nắm giữ ngày hôm nay thì đó là chảy về ví chúng ta. Nó chảy về đâu? Chảy về ví chúng ta còn chảy về đâu? Mà tại sao chúng ta lại bỏ qua? Đúng không ạ? Em nói thật với các anh chị, nếu như em Thu, em và em Ngọc Bình và các tất cả các cô chú anh chị đi trước mà có những gì ạ, số vốn lớn thì ngày hôm nay cũng chẳng còn cổ phần rồi. Bởi vì chúng em là gì? Vốn ít. Đúng không ạ? Vốn ít chúng em chỉ nắm giữ đến thế thôi và lan tỏa cho giúp cộng đồng. Và cộng đồng Việt Nam chúng ta sau này có những cái cổ phần giá trị đó thì đương nhiên là gì? Nhà nhà người người có cổ phần của Ulisky thì đương nhiên là nhà nhà người người sẽ giàu có. Và người ta gọi là dân giàu thì nước mới mạnh. Bởi vậy không muốn cái cổ phần này đến các nước khác mà muốn ở trong Việt Nam chúng ta thì mới có những buổi live stream của em Thu và em Ngọc Bình và bạn Trung Lai và tất cả các cô chú anh chị em lan tỏa bây giờ đấy ạ. Đó. Cho nên ở đây các cô chú anh chị em của chúng ta mà ngày hôm nay biết đến thì chúng ta hãy gì trân trọng cái điều đó nhé. Chúng ta hãy trân trọng điều đó và chúng ta nắm giữ. Ít cũng được, đúng không ạ? 50 đô cũng được, 100 đô cũng được. Tùy theo các anh chị tài chính bao nhiêu mà thôi. Số điện thoại của chị là 0966091622 em nhé. Đó. Lát nữa chị sẽ gửi. Chị chào Nguyễn Thùy nhé. Em chào chị Quyên Tô. Em chào các chị nhá. Đó. Ôi trời ơi. Cái mạng nhà em thỉnh thoảng nó bị có cái chữ chữ gì đó đỏ nhỉ. Dừng lại. Vừa dần dần nổi cái chữ gì. À kết thúc. À thỉnh thoảng nó có nổi lên chữ kết thúc, chắc là tại mạng đúng không? Khả năng em chưa đổi, để em đổi mạng một chút nhá, để em đổi mạng một chút. Đổi mạng để cho nó đỡ phải anh Phạm Lưu đúng không? Anh Phạm Lưu đã cho em một cái like to thế, em cảm ơn rất nhiều ạ. Đấy các anh chị nhá, chúng ta là gì biết ngài chủ tịch của chúng ta là tầm cỡ như thế nào rồi. Và đây em Thu chia sẻ để cho những cô chú anh chị em đi sau ngày hôm nay mới tìm hiểu để biết được chúng ta là gì đang góp vốn vào với một người, một vị lãnh đạo vô cùng là gì tuyệt vời. Và có tuyệt vời hay không, các anh chị hãy nghe hết live stream của em Thu. Và chúng ta nếu như chúng ta mà muốn hiểu thêm thì chúng ta hãy liên hệ với em Thu hoặc là với tất cả các anh chị em cổ đông trước để chúng ta có cơ hội này nhé. Đấy, và tiếp tục em sẽ chia sẻ với tất cả anh chị. Và khi chúng ta là làm ăn hay chúng ta hợp tác với ai, kể cả trong nghề truyền thống hay bất cứ về đầu tư, kinh doanh cái gì, chúng ta cần phải nhìn được cái con người trước. Đúng không ạ? Nếu như hợp tác với em Thu chẳng hạn, em Thu là một người dối trá, em Thu là một người gì chỉ biết tư lợi của em Thu thì đương nhiên các anh chị mà kết nối với em Thu, hợp tác với em Thu là các anh chị thiệt, đúng không ạ? Và với chúng ta đầu tư góp vốn tài trợ vào Ulisky cũng thế, chúng ta cần phải tìm hiểu cái con người đó, cái ông chủ đó, đúng không ạ? Cái ông chủ đó và cái ngài chủ tịch các anh chị đi trước đã ca ngợi đó là ai, phải thực tế, chúng ta phải tìm hiểu thực tế, đúng không ạ? Có đủ cái tâm tầm tài tuệ và tiền để chúng ta theo ngài hay không, góp vốn cùng ngài hay không, tài trợ cái dự án cùng ngài hay không. Đó, cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu cái con người, yếu tố con người rất là quan trọng các anh chị nhé, rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta là cái gì chúng ta cũng mang, cái gì chúng ta cũng đặt lên bàn cân, chúng ta cân, chúng ta cái nào chúng ta cũng cho là quan trọng thì càng tuyệt vời hơn. Đó, đúng không ạ? Nhưng điều đầu tiên chúng ta cần là gì? Muốn hợp tác với ai chúng ta cần tìm hiểu con người đã, đúng không ạ? Có đủ để chúng ta điều đủ để cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn để hợp tác với họ hay không, đúng không ạ? Đó là cái điều là hôm nay em chia sẻ là về con người chủ tịch là như vậy. Đó, và cái đó là cái tầm. Còn cái tài của ngài các anh chị biết rồi ạ. Cái tài tức là cái tầm rồi, bây giờ là cần cái tài. Cái tài thì em vừa chia sẻ rồi. Và còn cái tuệ, đúng không ạ? Đấy các anh chị, tức là cái trí tuệ của ngài. Tuệ tức là trí tuệ đấy ạ. Trí tuệ, trí thông minh của ngài đấy ạ. Đó, 6 tuổi đã phát minh rồi, đúng không ạ? 10 tuổi đã được giải nhất thành phố rồi. Phát minh nhá,
tự phát minh nha các anh chị nha. 6 tuổi như con em Thu, 5-6 tuổi đây này, đúng không ạ? 5 tuổi, cả tuổi đẻ nữa là 6 tuổi mà vẫn còn trông nom, vẫn còn xúc bón cho ăn. Đấy, nhiều khi còn xúc bón cho ăn đấy. Nhưng mà đối với con em Thu nó cũng là nó ngoan rồi, cũng có lúc nó tự xúc nó ăn. Nhưng mà các anh chị ạ, nó cũng biết vẽ nhưng nó không thể phát minh ra được. Đúng không ạ? Chủ tịch của chúng ta đã gì? Là một thiên tài ngay từ nhỏ. Đúng không ạ? Một thiên tài ngay từ nhỏ, một trí tuệ thông minh ngay từ nhỏ. Đúng không ạ? Và cái trí tuệ đó ngài vận dụng được cái trí tuệ đó. Và ngài đã chia sẻ trong cái những cái gì ạ? Ngài chia sẻ trong một cái sở hữu trí tuệ là ngài nói là ngài đâu có giỏi đâu. Ngài cũng ngày xưa ngài học cũng bình thường thôi, ngài cũng không học giỏi xuất sắc lắm đâu. Nhưng khi là gì ạ? Chỉ là một cái tài, tức là một cái trí tuệ của ngài. Đấy, một cái trí tuệ nhớ, bộ nhớ của ngài. Và các anh chị thấy không, những phát minh và những cái ngài đã làm được là đã chứng minh được cái trí tuệ của ngài và cái gì, cái tâm, cái tầm, cái tài của ngài rồi. Đó, đây là em Thu thì là chia sẻ lại cho những anh chị ở ngoài kia chưa dám hỏi, biết đến Orit Kai mà chưa dám hỏi, thì có những buổi live stream của em Thu như này để cho các anh chị mạnh dạn dám hỏi, đúng không? Để cho các anh chị mạnh dạn dám hỏi để các anh chị không mất cơ hội. Đó, đơn giản thế thôi ạ. Đấy, còn ngài chủ tịch của chúng ta mà không có điểm nào để mà chê, dự án của Orit Kai của chúng ta không có điểm nào mà chê. Đó. Chào em Thu xinh đẹp. Chào em Thu xinh nhé. Hôm nay vào muộn chút. Vâng, không sao chị ạ. Các anh chị nhá, bây giờ chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn rồi. Tập đoàn đó là của chúng ta rồi. Chúng ta muốn giúp cộng đồng. Nếu như các anh chị bận cũng không sao, nhưng các anh chị có thể là vào xem livestream của em Thu xong bắt đầu các anh chị là gì? Tag tên một tí thôi. Những người bạn chúng ta muốn chia sẻ cho họ, đúng không ạ? Hoặc các anh chị biết chia sẻ là các anh chị chia sẻ vào trang cá nhân của các anh chị. Sau đó các anh chị đi làm gì cũng được. Và nếu các anh chị có thời gian rảnh nữa thì các anh chị cứ tập trung vào livestream của em Thu, cùng em Thu tương tác cùng em Thu để gì? Giúp cộng đồng. Đấy. Đấy, các anh chị có những cái gì, nhận xét gì, hiểu về tập đoàn, các anh chị có thể comment lên để gì? Cho các anh chị đi sau có đủ niềm tin để họ gì ạ? Để họ nhìn vào, họ đọc được là họ sẽ gì? Tìm hiểu. Đúng không ạ? Họ sẽ tìm hiểu, họ sẽ không mất cơ hội của Orit Kai. Bởi vì các anh chị thấy không ạ? Họ luôn luôn nghĩ cách cũ và làm cách cũ. Cho nên là gì? Chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải giúp họ từ cái nhỏ nhất, giúp họ từ cái mở tư duy trước. Đó, muộn không sao chị ạ. Đấy, chị muộn, chị bận nhưng mà chị vẫn vào livestream của em thế này là rất tuyệt vời rồi. Cảm ơn chị Uyên Tô và tất cả quý cô chú anh chị nhé. Ok, em chào chị Huyền. Rất đúng chị ạ. Ok, chị cảm ơn Cương. Em chào chị Thúy nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Đấy, chị Thúy này khen em. Đấy, khen em đến giờ phút cuối của cái giờ này rồi của chị Thúy vẫn khen được, em vẫn được khen từ chị Thúy. Cảm ơn chị Thúy. Và các anh chị ạ, chị Thúy cũng rất là tuyệt vời nhá. Chị Thúy đang làm một nghề truyền thống, đó là gì ạ? Kinh doanh về tạp hóa. Đấy. Tạp hóa thì cái gì chị cũng có, hoa quả cũng có, bánh kẹo cũng có, bánh mì, bánh bao có hết các anh chị ạ. À, một tháng thu nhập cũng khớ khớ ra phết đấy. Nhưng tại sao khi Orit Kai đến, chị tin, chị tìm hiểu, đúng không ạ? Chị biết, chị tìm hiểu. Và khi chị tin và chị yêu, và chị tin và chị yêu, chị còn gì? Đang ra bất động sản để chị nắm giữ thêm cái tài sản của Orit Kai các anh chị ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và bây giờ chị Thúy cũng tầm 7 triệu, hơn 7 triệu cổ phần rồi nha. Thế nhưng mà vì cái tình yêu thương, vì cái gì ạ? Yêu thương nhân loại, đồng loại, và chị đã cũng lan tỏa bằng những buổi livestream rồi. Đấy, chị hôm nay chị chia sẻ là được một tuần đúng không chị? Một tuần chị lên livestream. Đấy, hôm nay chị có nói chuyện với em cái tầm chiều hôm nay là chị nói là gì ạ? Chị đã một tuần lên livestream rồi các anh chị ạ. Chị muốn là tiếp tục những tuần tới đây. Đấy là chị sẽ này giúp cộng đồng bằng những cái buổi livestream của chị. Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Chị Thúy năm nay cũng gần 50 rồi, nhưng chị khi chị tin và chị yêu, chị bỏ hết công việc và chị tập trung để giúp cộng đồng có cơ hội này. Đấy, các anh chị thấy tuyệt vời, chị Thúy ở Hà Nội nhá. Đó. Ok, chị chào Hoàng Dân. Cháu chào chú Hương nhá. Đó. Các anh chị ạ, khi chúng ta biết đến Orit Kai, chúng ta biết ngài chủ tịch và chúng ta yêu cái công nghệ này. Đó, ở cái công nghệ này có nhiều điểm lắm. Không có cái điểm nào chê được khi chúng ta tìm hiểu đâu các anh chị ạ. Có cổ phần UST đời sung sướng nhất, chính xác. Chúng ta đâu có phải làm gì đúng không chị? Đấy, chị đang bán hàng tạp hóa tất bật suốt ngày, đúng không ạ?
bây giờ có cơ hội chị sẽ không phải tất bật như thế nữa, chị ăn ngon ngủ kỹ đó, mà đằng nào cũng gì nắm giữ tài sản, mình nắm giữ cái tài sản nó cấp số mũ sẽ hơn cấp số cộng và sẽ hơn cả cấp số nhân, như vậy thì chúng ta là lên giữ cái nào, đúng không? Chúng ta cần phải biết chúng ta lên nắm giữ cái nào rồi đó. Em Thu cũng thế, mà chị Thúy cũng thế, em cũng từng dịch bất động sản sang nắm giữ cổ phần, chị Thúy cũng thế đấy, và những người bạn của chị Thúy nữa, các chị cũng biết ạ. Chị Thúy có một người bạn rất là tuyệt vời, đó là chị Nguyệt đấy, cũng là gì ạ, từ năm ngoái đến giờ, đúng không ạ, từ năm ngoái đến giờ, hôm vừa rồi chị Nguyệt đã nói rằng gì ạ, biết thế bán từ năm ngoái thì xong đấy, còn được giá hơn. Thế nhưng mà cứ muốn là đợi nó lên một tí nữa, cổ phần nó vẫn còn không đấy, là biết là cổ phần chưa hết, là muốn nó lên tí nữa, không ngờ đất nó lại xuống. Cho nên bây giờ chị bảo là 6 tỷ chị cũng bán đấy, năm ngoái 7 tỷ rưỡi đến 8 tỷ chị chưa bán, nhưng năm nay bảo 6 tỷ rồi cũng bán. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, thì em bảo không sao, 6 tỷ nhưng mà các anh chị thấy là khi nắm giữ cổ phần nó cũng rất nhiều cổ phần rồi, sau này không phải là 1-2 cái 6 tỷ đâu, mà có nhân đến hàng trăm hàng nghìn lần cái 6 tỷ đó, thì các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đó, chúng ta hãy gì nghĩ cách mới để kinh doanh, cách mới một cách thông minh nhất mà ở Ulikai đang có, mà chúng ta biết mà chúng ta lại không nắm giữ, chúng ta bỏ qua là cái sự thiệt thòi là của chúng ta thôi nhé các anh chị nhé. À, phấn đấu 20 triệu cổ phần em ạ, tuyệt vời quá. À, mục tiêu của chị Thúy cũng như mục tiêu của em Thu. Đấy, em cũng mong nhanh nhanh để kịp. À, em cũng mong nhanh nhanh để kịp mục tiêu 20 triệu cổ phần của công nghệ Ulikai này. Thế là có thể là có một cái cơ hội nào đó mà tốt hơn thì em mới nắm giữ, còn em chưa thấy cái cơ hội nào tốt hơn với Ulikai, cho nên bây giờ em chỉ tập trung vào Ulikai. À, lan tỏa cơ hội Ulikai hàng ngày này đấy, và rình rình có tí tiền nào bắt đầu là gì ạ, nắm giữ cái cổ phần này đó, cho nên là tất cả tập trung vào Ulikai rồi. Và chồng em cũng thế, chồng em bây giờ cũng đang gì ạ, học để xem là những cái kiến thức cần thiết nào để giúp bạn bè của chồng em đấy. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đó, chồng em thì vẫn đang bán đồ gỗ mỹ nghệ, cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ. Các anh chị nào mà có ưng cái đồ gỗ mỹ nghệ thì có thể liên hệ với em Thu, và em sẽ đưa thông tin cho chồng em để chồng em tư vấn cho các anh chị để dùng những cái đồ gỗ mỹ nghệ nhé. Và em thấy đã là cổ đông của tập đoàn Ulikai, ít các anh chị chơi lắm, bởi vì chúng ta là đang tích cóp để nắm giữ cổ phần. Em chỉ nói qua qua thôi, em giới thiệu qua qua thôi, đúng không ạ? Bởi vì em cứ giới thiệu kỹ các anh chị đâu có quan tâm lắm đâu, bởi vì các anh chị đang nắm giữ cổ phần mà, đã đang thì tập trung vào nắm giữ cổ phần mà. Cho nên là gì ạ, em chỉ nói giới thiệu sơ sơ một chút thôi ạ. Và các anh chị ạ, chủ tịch của chúng ta không phải có tâm, có tầm, có tài và có gì ạ, có tiền, có quệ không đâu ạ, mà chủ tịch của chúng ta còn có tiền nữa các anh chị ạ. Các anh chị thấy không ạ, cuối năm 2022 ngài chủ tịch đã nói chính thức từ cái video của ngài, ngài gì ạ, đã nói rằng tôi đã bỏ vào gì ạ, cũng tôi cũng như các bạn cũng là cổ đông của tập đoàn đấy, là tôi đã góp đóng góp vào đó là gì, 30 triệu đô các anh chị nhá, 30 triệu đô đó. Ngài đã trở thành một cổ đông VIP đó, ngoài cái gì, ngoài cái gì vị trí là chủ tịch tập đoàn ra, ngài còn góp, đúng không ạ? Chứ không phải là gì ngài chỉ là chủ tịch không đâu, mà ngài có ít vốn đâu ạ, ngài cũng có rất nhiều vốn vào đó, một cổ đông lớn nhất rồi đấy. Nhưng mà ngài thì gì, 30 triệu đúng không ạ, 30 triệu, 30 triệu đấy là cuối năm 2022, còn bây giờ chưa biết nhá, bây giờ cuối năm chúng ta mới được ngài thông báo đấy, cuối năm mới quyết toán các thứ, ngài mới chia sẻ cho chúng ta biết, mới nói cho chúng ta biết. Còn về bây giờ là 2022, cuối năm 2022 ngài đã nói là ngài đã đóng góp với tập đoàn này là 30 triệu đô. Thì các anh chị thấy không ạ, có tâm, có tầm, có tài, có tuệ, có tiền đấy, những cái tiêu chí đó ở ngoài kia các anh chị có thấy có không ạ? Có thấy có không ạ? Không có đúng không ạ? Không có đâu, em cứ khẳng định với các chị là không có đâu. Có người có tâm, có tài nhưng mà họ không có tiền, nhưng có người có tiền, có tài nhưng mà cái tâm của họ không có đâu, không đủ đâu, nói thật với các anh chị như thế đấy. Nhưng ở chủ tịch của chúng ta là có đầy đủ những cái điều đó, đúng không ạ? Một nhà khoa học, một người đứng đầu một tổ chức khoa học, một trong 7 vĩ nhân của thế giới, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhà lãnh đạo xuất chúng như vậy, đúng không ạ? Một trong 100, đúng không ạ?
một trong 100 người là gì ạ? Giỏi về cái lĩnh vực kinh doanh ạ. Đó, kinh doanh xuất chúng ạ. Tức là một trong 100 người là gì? Em gì gì thiên nhiên kỷ nhỉ? Anh chị em nhà mình có nhớ không nhỉ? Đương đâu hôm nay em lại quên cái câu đó. Tức là một vị lãnh đạo, một người kinh doanh vô cùng giỏi, không phải là chỉ viết bài không đâu, đúng không ạ? Không phải là chỉ sáng lập không đâu, không phải chỉ nghiên cứu không đâu, mà ngài còn thực hiện được, đúng không ạ? Ngài còn thực hiện được, và ngài là một cái người gọi là kinh doanh vô cùng giỏi. Đó, các anh chị có thấy không ạ? Các anh chị đã sang, các cô chú anh chị đã sang khu công viên thử nghiệm Ecotech Lô Bắc của bên Belarus ấy. Đấy, cái công viên đầu tiên nhá, công viên thử nghiệm đầu tiên ạ. Các anh chị thấy không ạ? Ở dưới khi ngài đào ao đấy để thả cá, cái khu hệ sinh thái đấy, khu du lịch sinh thái đấy, đào ở dưới ao lên, đất vật lên, đúng không ạ? Vật lên trồng đào, xong rồi còn trồng những trên mái nhà, đúng không ạ? Một cái nhà ăn của cái khu du lịch sinh thái đấy, ở đâu cũng có tiền. Nói tóm lại là chủ tịch vẽ đâu cũng có tiền. Đó, và ông nọ có cái thông tin là gì nhỉ? Ngài viết sách. Các chị ạ, ngài còn viết sách. Đấy, các chị thấy không? Bao nhiêu việc ngày đêm như thế vẫn dành thời gian viết sách. Và viết sách, các anh chị nhớ cái con số sách ngài bán được không ạ? Các anh chị nhớ, các anh chị có thể comment lên nhá. Đúng rồi, lãnh đạo xuất sắc nhất thiên nhiên kỷ. Chính xác, em cảm ơn chị Thúy. Đấy, em ạ, cái câu đơn giản thế mà em lại quên đấy ạ. Cảm ơn chị Thúy nhá. Đấy, một vị lãnh đạo vô cùng xuất sắc đấy, một trong 100 vị lãnh đạo xuất sắc nhất thiên niên kỷ cơ mà. Đó, nhiều thứ lắm, đối với chủ tịch của chúng ta nhiều thứ lắm. Được giải Nobel hòa bình thế giới này, đó, có rất nhiều thứ. Mà các anh chị có cái video là ngài còn chia sẻ là khi nhận cái danh hiệu là gì ạ? Được giải được giải gì nhỉ? Được giải hòa hòa bình thế giới nhỉ? Em vừa nói em lại quên đấy. Tức là ngài còn khi người ta gửi đến ngài là cái thông tin, tức là gì ạ, báo cho ngài biết, mà ngài còn không tin ngài được cái giải thưởng đó mà. Đấy, ngài còn không tin cơ mà, bởi vì lúc nào con người lúc nào cũng công việc đấy, ngày đêm làm việc. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Mà các anh chị có thấy không, ngài chủ tịch còn được người vợ nữa cơ, và một người con trai cơ. Đó, trời ơi, toàn những người có tâm thôi, có tầm có tài thôi các anh chị ạ. Đấy, vợ chủ tịch cũng rất là giỏi nha các anh chị nhé. Mà người cũng gì ạ, bà cũng gì ạ, có công rất là lớn. Mà các anh chị nghe sở hữu trí tuệ nhá, ngày xưa ấy, khi sinh nhật bà ấy, ông tặng một chiếc xe, đúng không ạ? Một chiếc xe, nhưng trong vòng 3 tháng là phải bán xe, tại vì chồng làm ăn khó khăn, phải bán xe đi, đúng không ạ? Phải bán xe đi để gì ạ, giúp chồng trong cái công việc kinh doanh, để trả công nhân. Đấy, trả công nhân. Anh chị thấy không ạ? Đúng rồi, Nobel hòa bình. Đó, em vừa nói câu trước mà câu sau em lại quên luôn đấy. Và gì ạ? Lúc khó khăn nhất là đã có người vợ bên cạnh, đúng không ạ? Có người vợ bên cạnh thì cái bà vợ trước ấy, đấy, bù lại cái bà vợ trước thì lại không được thế. Người ta gọi là cái duyên đấy ạ. Đấy, cái duyên, đúng không? Cái duyên của chủ tịch là khi thành công cái công nghệ này cũng là nhờ cái bà vợ hai. Còn cái bà vợ cả ngày xưa ấy là không được nhờ bà ấy đâu. Đấy, nhưng mà chủ tịch cũng không ghét bỏ đâu. Chủ tịch vẫn khen, vẫn tức là nói ví dụ như là chia sẻ, viết sách lên để cho chúng ta biết là khi ngài trải qua những cái đó. Nhưng mà ngài vẫn nói một cách, tức là tuy nói, nếu như chúng ta hiểu thì chúng ta nghĩ là bà vợ kia thế nọ thế kia, nhưng đối với ngài, ngài dùng những cái từ rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, không ghét bỏ, không thù hằn, đó, vẫn bình thường. Và các anh chị ạ, khi cái người con trai của cái bà vợ cả bây giờ cũng gì, đồng hành và cùng bố, và cái bà vợ hai đấy thì gọi là gì đấy, đó, thì là gì ạ, đang xây dựng cái công nghệ này. Và có những cô chú anh chị em còn non này chứ, trời ơi, chủ tịch già như thế rồi, ngỡ ngài ví dụ như không còn nữa thì làm thế nào, đúng không ạ? Mà tức là những cái cô chú mà không biết là không hiểu thật hay là thử hỏi thì không biết. Nhưng em nghĩ các cô chú già rồi, các cô chú hỏi thật thôi, đúng không ạ? Tức là nếu như chủ tịch nỡ có cái gì đó thì ai là người kế nghiệp? Và các anh chị thấy cái đường sắt không ạ? Cái đường sắt của cái giao thông cấp 1
đúng không ạ? Cái đường sắt của cái giao thông cấp 1 của chúng ta bây giờ chúng ta vẫn còn những cái đường sắt đấy, tàu, đường tàu chạy đấy ạ. Đấy thì nó có hàng, tức là cái ông mà là ông chủ của cái đường sắt đó, ông chết từ hơn 100 năm nay rồi, đúng không ạ? Nhưng cái đường sắt đấy vẫn tồn tại. Thì với cái công nghệ của chúng ta cũng thế thôi, đúng không? Đấy, với công nghệ chúng ta, chủ tịch, kể cả chủ tịch vẫn còn, nhưng mà chủ tịch có thể là già quá rồi, không điều hành được, không điều khiển được, thì còn có vợ và con cơ mà. Hai cô con gái của vợ hai và một ông con trai của bà vợ cả. Đó. Thì các anh chị thấy không ạ? Nhiều các cô chú anh chị đã hỏi như thế. Đúng không ạ? Thế nhưng người ta phải có người kế nghiệp, kể cả không có con nhưng người ta cũng phải đi có cái di chúc, có phải có cái gì đó để người ta để lại chứ. Làm sao mà người ta chết là hết. Nên chúng ta bây giờ chúng ta lo làm sao chúng ta ngày hôm nay chúng ta hiểu ra giá trị chúng ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần mà thôi, đúng không ạ? Còn những cô chú anh chị chưa có cổ phần nào thì hãy gì ạ, lưu ý đến cái dự án này, lưu ý đến cơ hội này để chúng ta góp vốn tài trợ vào đây một chút thôi. Đó, ít thôi cũng được, nhưng miễn là chúng ta đừng có tay không khi chúng ta biết đến mà sau này chúng ta nuối tiếc, đúng không ạ? Nói hoặc khóc không nên lời, đó là sự đáng tiếc, đúng không? Chủ tịch có con trai kế nghiệp sinh năm 1981 luôn à? Ô, thư tưởng là sinh năm 78 chứ nhỉ? À đúng rồi, sinh năm 81. Đợt trước là Thu nghĩ thế nhưng nghe nhầm, nhưng mà về sau Thu biết đến từ Kim Thơ đã nói với Thu là sinh năm 1981. Cảm ơn bạn Trung Lai nhé, đã nhắc lại để Thu lại nhớ. Ngày trước Thu tưởng là sinh năm 1978, xong về do Kim Thơ nhắc rồi. Kim Thơ cũng nhắc lại. Đó. Rất là trẻ đúng không? Mới sinh năm 1981 bằng tuổi Thu thôi, năm nay có 42 tuổi, bắt đầu sang tuổi 43. Đó, cũng rất là trẻ thôi. À, có, mà kể cả không có con trai, còn có con gái, còn người vợ đi sau, người vợ trẻ mà, cái người vợ hai này này. À, và không có, kể cả không vợ cũng không điều hành được, người ta sẽ có người kế nghiệp. Không phải lo chuyện ý đâu các anh chị ạ. Chúng ta chỉ cần lo thế này này. Đấy, ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu cái cơ hội Ulis Guy. Hiểu kỹ đi, hiểu rõ ràng đi. Đấy, xem nó như thế nào, sau đó là chúng ta là gì ạ? Sau đó là chúng ta nắm giữ. Ít thôi cũng được. Đúng không ạ? Và em tư tưởng cho các anh chị cứ đầu tư gói làm video đi. Xong chúng ta có một cái văn phòng cá nhân thì chúng ta vào đó chúng ta hiểu hết đã. Từ A đến Z á, từ cái khe kẽ họ nhỏ tí rồi các anh chị cũng cần phải soi vào để chúng ta tìm hiểu. Đúng không ạ? Sau đó rồi các anh chị tự quyết định các anh chị nắm giữ bao nhiêu triệu cổ phần. Mà nếu như còn cơ hội, còn nếu như mà hết cơ hội rồi thì kể cả một cổ phần cũng không còn. Kể cả chúng ta lập tài khoản nhưng chúng ta còn chần chừ. Chúng ta lập một cái văn phòng cá nhân nhưng chúng ta chưa góp vốn một đồng nào. Sau đó chúng ta còn chần chừ, lỡ như một ngày gì báo là gì khép lại, không còn gì ạ, phát hành cổ phần gốc nữa, thì lúc đó các anh chị thấy không ạ? Ai là người tiếc, ai là người thiệt? Có đúng là các anh chị chần chừ thiệt không ạ? Đó. Ê, hôm nay không có anh Thu Anh ở đây, hôm nay có anh Thu Anh ở đây, anh Thu Anh cũng đang chần chừ đấy. Anh Thu Anh là cũng đang chần chừ đấy. Đừng chần chừ. Bây giờ Ulis Guy đừng chần chừ. Chỉ cần như này, chưa hết nhưng nó vẫn còn, nhưng mà nó chỉ cái mức chiết khấu thôi. Đúng không ạ? Từ cái giai đoạn 15.1 sang 15.2. Đó. Thì đương nhiên thì từ mức chiết khấu này đến mức chiết khấu kia thôi. Các chị đã là người thiệt rồi. Chưa nói gì đến hết. Đúng không ạ? Hôm nay các anh chị 50 đô, các anh chị được 700 cổ phần. Nhưng mà sang giai đoạn 15.2 nó chỉ được 500 cổ phần. Đương nhiên anh chị cùng một số vốn. Chỉ có một cái tội chần chừ của anh chị mà anh chị mất đi 200 cổ phần. Đó, đây là mất tiền đấy, còn gì nữa. Đấy, không ai lấy mà cũng mất. Đó là chúng ta cái tội chúng ta chần chừ. Lần nào cũng gì góp vốn hoặc tài trợ, chúng ta hãy tập trung trong vòng vài buổi thôi. Đó. Và các anh chị tìm hiểu kỹ về nó. Một cơ hội làm giàu thay đổi nhiều đời của chúng ta. Em Thu tìm hiểu cả đêm cũng được, thức trắng cả đêm Thu tìm hiểu cũng được. Đó là cơ hội của mình và tương lai con cháu chắc mình cơ mà. Mình chỉ bỏ ra có mấy hôm thôi, thức đêm thức hôm đơn giản. Bởi vì mình thức đêm thức hôm đầy rồi. Nhưng mà đã giàu có đâu. Nhưng bây giờ mình chỉ cần thức đêm thức hôm vài hôm liên tục để xem cái cơ hội này có thực sự đúng như lời con bé Thu kia nó nói hay không, chia sẻ hay không, đúng như các anh chị em cổ đông đi trước chia sẻ hay không, và lúc đó chúng ta quyết định, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải chúng ta phải phải
đau to búa lớn gì cả. Chúng ta đừng nghĩ khó khăn, đừng nghĩ nó phức tạp lên làm gì. Unisky rất là đơn giản. Đấy, nó kiểu như là gói cái kẹo này bóc ra để chúng ta nhìn xem là kẹo này nó hình gì. Đấy, ở chỗ nào nó có cái trang trí gì ở trong cái kẹo hay không. Thế là chén thôi, đúng không ạ? Nên tất cả các anh chị chỉ cần anh chị lắng nghe thôi, có người đi trước chia sẻ cho các anh chị rồi, không phải lo gì cả. Ba gì? À, tức là bà vợ chủ tịch đúng không ạ? Được tạp chí Forbes vinh danh 2 lần. Đúng rồi chị ạ, bà rất là giỏi đấy ạ. Em đọc tên của bà ấy em khó đọc không? Thế mà chia sẻ được mấy trăm cô chú anh chị em rồi đấy. Và có những người rất là giỏi. Đấy, có những người rất là giỏi. Thế các anh chị thấy ở Unisky đơn giản không ạ? Một người bình thường như em Thu mà làm được thì em Thu thấy là tất cả cô chú anh chị đều làm được. Ai cũng làm được, làm tốt hơn em Thu rất là nhiều. Quan trọng chúng ta lắng nghe và chúng ta hiểu. Khi hiểu, tin, yêu, nghiện thì lúc đó chúng ta mới gì ạ? Mới làm được, mới giúp được cộng đồng. Em xem mấy giờ rồi, em nói chuyện rất là nhiều lâu rồi đấy nhỉ? Đó, cũng gần 23 giờ rồi, 22 giờ 49 phút rồi. Các anh chị thấy không ạ? Hôm qua thì em chia sẻ về cái lĩnh vực chọn những tiêu chí, đúng không ạ? Chọn những tiêu chí để gì? Những cái tiêu chí để chọn một cái doanh nghiệp thành công trong tương lai. Nó là những cái tiêu chí gì thì các anh chị hãy xem cái live stream buổi tối ngày hôm qua. Và ngày hôm nay các anh chị hãy xem lại, xem trực tiếp, hoặc các anh chị có thời gian, còn các anh chị không có thời gian, chưa có thời gian thì các anh chị có thể xem lại bất cứ lúc nào, là cái buổi live stream này là các anh chị biết về một người lãnh đạo của cái doanh nghiệp, của một công ty, của một tập đoàn. Đấy, thì các anh chị sẽ hiểu được ra. Đó, các anh chị sẽ không bỏ lỡ. Đó, các anh chị chỉ cần nghe hai buổi thôi, buổi hôm qua và buổi hôm nay. Sau đó hãy mạnh dạn alo cho em Thu, alo cho các anh chị em cổ đông đi trước, đúng không ạ? Chúng ta tin ai, chúng ta alo cho người đó. Không quan trọng phải ai, cứ biết làm sao là cổ đông của tập đoàn. Họ đã là cổ đông của tập đoàn rồi, nhớ là cổ đông của tập đoàn rồi, người ta mới hiểu được giá trị nha, mới giúp được các anh chị đi sau. Còn họ chưa là cổ đông của tập đoàn, họ chỉ giúp các anh chị là mất cơ hội Unisky mà thôi. Bởi vì họ có hiểu gì đâu mà họ giúp được anh chị. Nên bản thân của họ, họ còn không giúp được, làm sao họ giúp được các anh chị, đúng không ạ? Đấy, cho nên các anh chị là cha phải đi gì hỏi về đúng người, cha phải đúng tội thì các anh chị mới ra được kết quả, đúng không ạ? À, bạn Trung Nai nói là gì? Nghèo 34 đời rồi. Nghèo ba tức là chưa giàu 34 đời rồi, đúng không? Giờ mới có cơ hội mà còn loanh quanh cho mệt. Cảm ơn bạn Trung Lai nhá. Gọi là mình chưa giàu, đúng không? Mình thay đổi ngôn từ là mình nói là mình chưa giàu. Đấy, chưa giàu nhiều đời rồi, đúng không? Bây giờ có cơ hội để cái sự giàu có đến từ đời mình, đến đời con cái cháu chắt của mình bền vững, đúng không? Em Cương nói là rất đúng anh ạ. Đó. Thì ở đây thì em Thu lên live stream để em Thu là gì ạ? Muốn cộng đồng Việt Nam chúng ta, muốn người thân, người quen của em Thu cũng cùng em Thu nắm giữ cái tài sản giá trị này thì em Thu mới có những cái buổi phát live stream. Đó. Em Thu còn muốn là lên cái kênh YouTube của em ấy. Em có kênh rồi nhưng em chưa biết cách đưa cái live stream của em Thu lên kênh đâu. Em Thu chưa biết để mang cái gì live stream của em Thu lên kênh đâu. Đấy, cho nên anh chị em nào mà biết để hướng dẫn em Thu nhá, để giúp nhiều được nhiều người trong cộng đồng hơn. Đó. À, bởi vì cái đấy em, cái công nghệ em Thu kém. Đấy, em Thu không tập trung vào cái công nghệ lắm cho nên em Thu rất là kém về cái khoản đó. Và anh chị nào mà biết hướng dẫn em Thu với nhá, để lan tỏa cơ hội này giúp cộng đồng. Bởi vì thời gian nó còn rất là ngắn nữa thôi, còn bước nhảy nhẹ nữa thôi là chúng ta sẽ hết cái cổ phần. Và các anh chị này, nếu như tháng 7 này nhá, thực sự mà chúng ta là có lên được cái sàn Nasdaq của Dubai thôi, đúng không ạ? Chưa đến nói đến cái sàn Nasdaq ở Mỹ kia. Thì các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta mà lên sàn Nasdaq của Dubai thôi
thì cái cơ hội này lan truyền ra cái thế giới này họ lắm nhanh lắm, cái cổ phần nhanh hết lắm đấy. Thực sự mà nói đấy, những người người ta đang đầu tư, đã từng đầu tư rất nhiều về lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp trước IPO, mà bây giờ người ta biết cái sự thành công nó cần gọn ngắn một đoạn, mà nhất là người ta biết là sẽ lên cái sàn nào, đúng không ạ? Thì lúc đó là bay nhanh lắm, tức là cái cổ phần nhanh hết lắm. Đấy, cho nên là chúng ta đã gì nắm giữ cổ phần rồi, chúng ta cần gì ạ? Nhanh chóng để nắm giữ thêm. Em Thu cũng thế, sốt ruột lắm các anh chị ạ, sốt ruột lắm luôn, nhưng vì gì vẫn phải từ từ, vẫn phải từ từ chờ cái số tiền của mình nó có. Và em Thu sốt ruột cho những anh chị em ngày nay biết đến mà chưa có cổ phần nào, đúng không ạ? Đấy, vậy nên là các anh chị hãy gì nghiêm túc đi, đây là cơ hội kim cương của tất cả các cô chú anh chị và em Thu đấy ạ, chứ không phải nói chuyện đùa, nói chuyện chơi đâu. Và cơ hội nó đã là thật rồi thì mãi mãi nó là thật các anh chị nhỉ. Em đã lan tỏa lên cơ hội, lên live stream trên mạng này, và các anh chị em cổ đông đi trước cũng đã, những anh chị đã live stream thì các anh chị biết rồi ạ, tại sao bọn em là gì ạ, cứ lên phơi cái mặt trên thì cộng đồng mạng để giúp cộng đồng, đúng không ạ, để giúp Việt Nam chúng ta, nhà nhà có cổ phần của Ulisky, người người có lắm giữ cái tài sản của Ulisky để giàu có, đúng không ạ? Chúng ta một người giàu có, một gia đình giàu có, một gì ạ, xã, một huyện, một tỉnh, một gì ạ, quốc gia giàu có, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó, mà vô cùng đơn giản như vậy. Mà chúng ta không nắm giữ thì chả còn cái cơ hội nào để chúng ta gì ạ, cùng nhau giàu có đâu. Đấy, cho nên là các anh chị hãy gì ạ, cố gắng nhá, cố gắng hãy cho mình cơ hội để tìm hiểu nhá. À, chị cảm ơn Cương. À, tâm luôn cho đi là tâm sáng mà chị em, à mà chị em luôn ủng hộ về chính nghĩa. À, cố gắng lên chị. Ok, chị cảm ơn em Cương. À, chúng ta cứ thẳng đường mà tiến thôi. Chúng ta biết là chúng ta đang làm gì, chúng ta cứ thẳng đường mà tiến thôi, đúng không? Và bây giờ cũng rất là muộn rồi. Em Thu xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhá, đã giờ này vẫn còn xem, vẫn theo dõi. Ồ, vẫn còn 23 quý cô chú anh chị trong live stream của em Thu. Tuyệt vời quá, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em Thu suốt buổi live stream, đã lan tỏa, chia sẻ cơ hội này cùng em Thu nhá. Đó, một mình em Thu sẽ không làm được điều đó. Nếu có những cánh tay của các anh, các cô, các chú, anh chị em thì chắc chắn là sẽ làm được. Làm được sẽ làm được tốt hơn, đúng không ạ? Sẽ giúp được nhiều người hơn. Và bây giờ em xin chào và tạm biệt. Em sẽ hẹn quý cô chú anh chị trong 21 giờ 15 phút ngày mai. Đó, em lại lên giao lưu cùng với tất cả quý cô chú anh chị. Và em sẽ có một tiêu đề mới. Và tiêu đề của em được thực dụng hết. Tất cả những tiêu đề của em lên giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị trong cộng đồng đều thực dụng hết, thường ngày, đúng không ạ, thường ngày hết. Và cái công nghệ Ulisky này đấy, và còn tất cả khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta hãy nghiêm túc, và muốn nghiêm túc có cơ hội giàu có hãy đến với công nghệ Ulisky, hãy nắm chặt công nghệ Ulisky và liên hệ với em Thu theo số điện thoại 0966091622. Em Thu sẽ hỗ trợ các anh chị, và các anh chị tiện ở đâu thì các anh chị có hỏi các cổ đông đi trước nhá. Đó, bất cứ ai đã là cổ đông rồi, các anh chị hỏi họ, họ sẽ giúp các anh chị. Bây giờ em xin chúc tất cả quý cô chú anh chị ngủ ngon. Em xin chào ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.